vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 7. Trong sâu thẳm trái tim, có một tia hy vọng mờ mịt, một chiếc xe ô tô từ từ chạy vào nhà họ Tống, chính là Sở Trần và Tống Nhan vừa mới uống trà ở trà lâu về. Tiểu Thu còn không nghe điện thoại, đứa nhỏ này, không biết Hoàng lão gia tử có mời ở lại ăn tối không? Sở Trần đặt điện thoại xuống, lầm bầm một mình, khả năng về quyền quán luyện quyền đi. Tống Nhan nói, khi Tiểu Thu luyện quyền, cậu ấy sẽ không mang theo điện thoại di động. Sở Trần gật đầu, hai người bước ra khỏi gara, định lên lầu thì phía xa có tiếng bước chân vội vã. Nhan Nhan, con trở về thật đúng lúc. Tô Nguyệt vội vàng đi tới, Nhan Nhan, con trở về thật đúng lúc. Tô Nguyệt vội vàng chạy tới, cha con bọn hắn đều đến công ty đi làm, con dẫn mẹ đi một chuyến đến Tinh Anh quyền quán. Tống Nhan giật mình, Tinh Anh quyền quán, mẹ chưa bao giờ đến một nơi như vậy. Tô Nguyệt vô cùng lo lắng, vừa rồi có người từ Tinh Anh quyền quán gọi tới, Tiểu Thu không biết đã đánh nhau với người ở đâu mà bị thương, mẹ đi qua để đón Tiểu Thu về. Tinh Anh quyền quán, tiếng xe thắng gấp chói tai vô cùng. Sở Trần, Tống Nhan và Tô Nguyệt đẩy cửa xe gần như cùng lúc và bước nhanh vào. Chu Vũ đã đợi sẵn ở cửa. Tiểu Vũ, Tiểu Thu đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nguyệt lo lắng đi tới. Tiểu Thu không biết đã đánh nhau với ai, cậu ấy bị thương khắp người. Chu Vũ dẫn ba người vào Tinh Anh quyền quán nói, tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng có rất nhiều vết thương trên người, hẳn là lọt vào vây đánh, nghiêm trọng nhất, chính là xương sườn, có mấy cái bị đánh gãy. Trần sư phó đã xử lý tốt giúp Tiểu Thu trị thương, hiện tại hắn đang ở bên trong nghỉ ngơi. Vẻ mặt của Sở Trần âm trầm, bị vây đánh, Tống Thu chỉ đến một nơi trong ngày hôm nay. Cửa được mở ra, Tô Nguyệt vội vàng chạy tới ngay lập tức, nhìn thấy Tống Thu quấn băng gạc trắng nhiều chỗ đang nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, Tiểu Thu, cân làm sao rồi? Là tên không nhân tính xúc sinh nào đem con đánh thành cái dạng này, con nói cho mẹ, mẹ nhất định không tha cho hắn. Ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm vào Tống Thu, Tiểu Thu, cho dù là ai, tỷ tin tưởng, Sở Trần nhất định sẽ báo thù cho cậu. Tống Nhan nói, đúng vậy, Sở Trần gật đầu, dừng lại từng chữ, giọng điệu càng thêm trầm trọng, bất kể là ai. Tống Thu muốn ngồi dậy, nhưng thân thể lại nhăn nhó vì đau. Sáng nay em mang rượu đến nhà họ Hoàng, sau đó liền ra ngoài. Tống Thu chịu đựng đau đớn nói từng chữ, trên đường trở về, em đột nhiên bị một chiếc xe tải chặn lại. Ngay khi em xuống xe, em đã bị bao vây và đánh đập bởi bên kia, tất cả đều được che mặt, hơn nữa còn là vùng ven sông phía nam đoạn đang thi công, không có sự giám sát, em không biết những người này là ai. Tô Nguyệt cao mày đau khổ nhìn Tống Thu, Tiểu Thu, gần đây con có chọc tức ai không? Tống Thu nhẹ nhàng lắc đầu, con không có thủ oán với ai, có điều, con hoài nghi, có thể là bởi vì ngày hôm qua đoạt thanh thịnh điển, trêu chọc một chút người. Còn có Tống Thu nói giọng điệu của anh ấy dừng lại, hôm qua tối không khiêu khích người ta, không phải vẫn bị người ám hại sao? Một mục tiêu đáng ngờ xuất hiện trong tâm trí Sở Trần và Tống Nhan cùng lúc, chúng ta lúc đầu đã không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, Tống Mục Dương một nhà, lại còn dùng loại thủ đoạn thi tiện này, chúng ta tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Tô Nguyệt vô cùng tức giận, mẹ, chúng ta đưa Tiểu Thu đi bệnh viện trước đi. Tống Nhan nói, vẻ mặt cũng có chút lạnh lùng. Tống Mục Dương muốn giết Tống Thu trong đại lễ đoạt thanh, sau khi sự việc bại lộ, họ muốn nhà họ Tống bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, lão gia tử chỉ đuổi bọn họ ra khỏi nhà, coi như đã rất tình nghĩ. Cho dù bọn họ trốn ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm được. Sở Trần nói, Tiểu Thu, cậu cứ yên tâm hồi phục. Tống Thu gật đầu, có điều, em điểm ấy vết thương nhỏ, cũng không cần đi bệnh viện, vừa rồi Trần Sư Phó đã giúp em xử lý qua. Trần sư phó y thuật so với rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đều cao minh hơn nhiều. Đúng, một bên Chu Vũ nói, võ quán mỗi ngày luyện tập chính là công phu quyền cước, khó tránh khỏi sẽ có tình huống thụ thương. Trần sư phó là người được quán chủ mời tới để làm bác sĩ của quyền quán, y thuật khá cao minh. Tô Nguyệt Nhàn cùng Tống Nhan cũng không tiếp tục kiên trì, lập tức thu xếp xe đem Tống Thu đưa về nhà. Gia đình nhà họ Tống cũng nhanh chóng được báo động, khi biết Tống Thu bị thương. Tống Trường Thanh cũng vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy thương thế của Tống Thu, ông ta càng tức giận hơn. Dùng hết lực lượng của nhà họ Tống, cũng phải tìm ra hung thủ. Tống Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, tức giận nói, Thiên Dương, hai ngày nay hãy đặt chuyện của công ty sang một bên, Tiểu Thu bị tấn công, chúng ta phải điều tra rõ ràng. Tống Thiên Dương trong mắt hiện lên tia tức giận, con biết rồi, cha. Sự tình cụ thể, chúng ta vẫn là ra ngoài bên ngoài thương lượng đi. Sở Trần nói,
Tiểu Thu hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt. Địa vị của Sở Trần bây giờ tại Tống gia không giống ngày xưa, cũng có quyền lên tiếng nhất định, đồng thời, đám người cũng đều tán đồng ý kiến của hắn, căn dặn Tiểu Thu vài câu, trấn an tâm tình của hắn, sau đó tất cả mọi người rút ra ngoài. Sau khi nói với Tiểu Thu một vài lời để xoa dịu cảm xúc của mình, mọi người đã rút lui. Không ai để ý rằng, Sở Trần đã ở lại. Thật xin lỗi, Tiểu Thu. Sở Trần ngồi bên giường, nếu hôm nay anh không nhờ cậu đi giao rượu thì cậu đã không bị tấn công. Việc này không liên quan đến anh rể. Tống Thu lắc đầu, Tống Mục Dương muốn trả thù em, coi như hôm nay em không ra khỏi cửa, ngày mai đồng dạng cũng sẽ bị đánh lén. Tiểu Thu, cậu thường ngày không nói dối. Sở Trần đột nhiên nói, đồng tử của Tống Thu đột nhiên mở to một chút, sau đó trở lại bình thường, trầm giọng nói, anh rể, em chưa bao giờ nói. Sở Trần cười, khó trách, lần này nói dối rất căng thẳng. Nội tâm của Tống Thu đột nhiên thắt lại, sau đó nhìn Sở Trần với vẻ mặt bối rối, anh rể, em không hiểu ý của anh. Khi cậu nói ra hoài nghi là Tống Mục Dương, toàn bộ Tống gia đều rất phẫn nộ. Sở Trần lạnh nhạt nói, duy chỉ có cậu là người trong cuộc lại bình tĩnh phi thường. Điều này đại biểu, cậu hoài nghi người, cản bản không phải là người hôm nay thương tổn cậu. Tống Thu cười khổ, anh rể, em chỉ là toàn thân đau nhức, muốn tức giận cũng không được. Vừa rồi ánh mắt của cậu lại lóe lên. Sở Trần nói, Tiểu Thu, cậu khả năng không biết, anh rể cậu sở học, nhiều lúc, chính là quan sát hơi thở, ánh mắt của cậu mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều nói cho anh biết, cậu đang nói dối. Sở Trần đứng lên, lạnh lùng nhìn Tống Thu. Thương thế của cậu có liên quan đến hoàng gia. Trong lòng Tống Thu rung động dữ dội khi thanh âm rơi xuống. Một lúc sau, Tống Thu mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Sở Trần, lắc đầu, anh rể, lần này anh thật quá nhạy cảm rồi. Sở Trần khóe miệng dương nhẹ, cái này cũng đơn giản, anh đi hoàng gia hỏi một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng. Sở Trần nhìn Tống Thu, đoạt thanh thịnh điển, nhà Tống Mục Dương muốn đưa cậu vào chỗ chết. Nếu quả thật là do bọn hắn làm. Hiện tại bọn hắn lại bị đuổi khỏi nhà họ Tống, bọn họ càng phải hận cậu thấu xương. Làm sao chỉ có thể làm tổn thương cậu chút da thịt được. Tiểu Thu, lời nói dối của cậu trăm ngàn sơ hờ. Đồng tử của Tống Thu mở to mấy phần, sắc mặt của hắn co quắp thay đổi mấy lần, miệng há một chút, một lúc sau mới nói, anh rể, anh đừng tới hỏi, em cũng không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là được. Cậu có thể nuốt cục tức này. Sở Trần đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tống Thu. Trầm giọng nói, cậu bị vây đánh, không có sức chống đỡ, cậu không nghĩ sẽ báo thù sao? Anh đã nói, bất luận là ai, chỉ cần cậu nói ra, anh sẽ thay cậu giải quyết. Sở Trần nhìn chằm chằm Tống Thu, lạnh lùng nói từng chữ, cho dù là lão gia tử nhà họ Hoàng, anh có thể đảm bảo với cậu, hắn không thể sống yên ổn đến sinh nhật lần thứ 81. Tống Thu toàn thân không khỏi cảm thấy kích động. Hôm qua, Hoàng lão gia tử vừa bước qua sinh nhật lần thứ 80, ai dám nói ra? Sinh nhật lần thứ 81 của Hoàng lão gia tử sẽ không được yên ổn. Sở Trần nói, hơn nữa, lúc này Sở Trần cho Tống Thiêu cảm giác đây không phải là nói đùa, hắn rất nghiêm túc, chỉ cần hắn nói chuyện này liên quan đến Hoàng lão gia tử, Sở Trần thề sẽ không bỏ qua. Có một sự im lặng trong khoảnh khắc này, Tống Thu vẫn lắc đầu, anh rể, thật sự không liên quan gì đến Hoàng lão gia tử sao có thể gây khó khăn cho em như vậy? Sở Trần lắc đầu. Nhìn chằm chằm Tống Thu, Tiểu Thu, anh sợ anh phải rút lại những gì anh đã nói với cậu sáng nay. Ngay khi lời nói vừa rơi xuống, Tống Thu không khỏi giật mình và kêu lên, anh rể. Công phu anh học khác với quyền cước cậu học được ở võ quán. Sở Trần nói nhẹ, hôm nay cậu đã làm gì? Liền một cái chân tướng cậu cũng không dám đối mặt, cậu khiến anh quá thất vọng. Anh hỏi cậu, sâu tận đáy lòng, cậu có cam lòng không? Thân thể Tống Thu chấn động. Hai tay nắm chặt dưới chăn bông. Cam lòng sao? Trong đầu Tống Thu bất giác hiện lên nụ cười gớm ghiếc của Hoàng Ngọc, cầm vò rượu trong tay, hướng trên mặt của hắn đổ xuống, đời này, hắn chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy. Cuối cùng còn ở trước mặt đối phương, nghiến răng nghiến lợi gật đầu, ngậm lấy nước mắt, thừa nhận chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không cam tâm, tuy nhiên, thân phận của đối phương, 100 người như cậu cũng trêu chọc không nổi. Cậu hẳn là không cam lòng. Sở Trần nhẹ nhàng nhìn Tống Thu, cậu càng cố gắng che giấu, tôi càng cho rằng thương tích của cậu có liên quan đến nhà họ Hoàng. Coi như cậu không thừa nhận, tôi sẽ đến nhà họ Hoàng để hỏi. Cậu là em rể của Sở Trần ta, kể cả là nhà họ Hoàng, cũng không thể bắt nạt. Còn cậu, sự không của cậu sẽ trở thành tâm ma của cậu,
cho dù tôi có dạy cho cậu kỳ lân bộ, cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được những tinh túy của nó. Kỳ lân bộ, audio điện tử Võ Tấn Bền Tống Thu đồng tử chợt chấn động mạnh một cái. Cái tên thoát ra khỏi miệng của Sở Trần khiến Tống Thu cảm thấy vô cùng khao khát. Anh rể, đôi mắt Tống Thu lóe lên vẻ dãy giụa, đau khổ. Đối phương có phải dùng nhà họ Tống để uy hiếp cậu? Sở Trần hỏi lại, nhìn Tống Thu, đột nhiên quát lên, Tống Thu. Thanh âm bỗng nhiên giống như kinh lôi bổ vào người Tống Thu. Lúc này, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Người nhà họ Tống nhận thấy Sở Trần không có đi ra, vừa quay đầu lại thì chợt nghe thấy tiếng quát lớn của Sở Trần. Sở Trần, sao vậy? Tống Nhan không khỏi hỏi. Thiên Hành Kiệt, một nam nhân cần phải không ngừng vươn lên. Sở Trần nhìn Tống Thu, tôi sẽ hỏi cậu lần cuối, nếu cậu còn không có dũng khí nói ra sự thật, vậy thì chuyện của cậu, tôi sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Người nhà họ Tống trong đầu chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tống Thu. Tống Thu đang nói dối. Lúc này, Tống Thu hai mắt đẫm lệ, thân thể khẽ run lên. Trong chốc lát, Tống Thu lau nước mắt, suýt chút nữa hét lớn một tiếng, là Hoàng Ngọc, là hắn sai bảo vệ nhà họ Hoàng động thủ, còn nói muốn dạy em đối nhân xử thế. Sở Trần đôi mặt lạnh như băng vài phần, tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Tống đều bị sốc. Tiểu Thu, cháu nói cái gì? Tống Trường Thanh trong mắt hiện lên vẻ không tin, giọng nói khẽ run. Thiếu gia nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tống Nhan vội vàng hỏi lại. Lần này, Tống Thu không giấu giếm nữa, cậu gần như nhắm mắt, kể lại mọi chuyện xảy ra sáng nay. Tống Thu không dám mở mắt. Anh sợ cảm giác tủi nhục sâu thẳm trong lòng sẽ khiến nước mắt cậu chảy dài một cách không em không có cách nào, em thật sự không có cách nào. Tống Thu thanh âm trong lúc vô tình, cũng đã là mang theo tiếng khóc nức nở, bên kia là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, hắn nói là muốn để nhà họ Tống biến mất ở Thiền Thành, là việc không quá khó khăn. Cậu thật sự không trêu chọc nổi, nhưng chính vì như thế, cậu mới cảm giác được sự bất lực của mình. Người nhà họ Tống im lặng một lúc. Nhà họ Tống ở Thiền Thành cũng đã trải qua nhiều đời làm việc chăm chỉ để có được như ngày nay. Bọn họ nhận thức rất rõ về thực lực của nhà họ Hoàng ở Thiền Thành. Lời nói của thiếu gia nhà họ Hoàng nhất định là không khuếch đại. Chỉ cần nhà họ Hoàng có quyết tâm khiến nhà họ Tống biến mất ở Thiền Thành, quả thực nhà họ Hoàng có thể làm được. Ở Thiền Thành, không ai có thể lay chuyển được địa vị của gia đình giàu có số một của nhà họ Hoàng. Tống Thiên Dương khóe miệng nhất thời mở ra. Lúc này cổ họng như bị vật nặng chặn lại, rốt cuộc không cách nào phát ra được âm thanh. Hắn là cha của đứa trẻ này. Nhìn thấy vết thương của Tống Thu, ông Ngân không thể đem hung thủ băm thây vạn đoạn. Nhà họ Tống ở Thiền Thành cũng đã trải qua nhiều đời làm việc chăm chỉ để có được như ngày nay. Bọn họ nhận thức rất rõ về thực lực của nhà họ Hoàng ở Thiền Thành. Lời nói của thiếu gia nhà họ Hoàng nhất định là không khuếch đại. Chỉ cần nhà họ Hoàng có quyết tâm khiến nhà họ Tống biến mất ở Thiền Thành. Quả thực nhà họ Hoàng có thể làm được. Ở Thiền Thành, không ai có thể lay chuyển được địa vị của gia đình giàu có số một của nhà họ Hoàng. Tống Thiên Dương khóe miệng nhất thời mở ra, lúc này cổ họng như bị vật nặng chặn lại, rốt cuộc không cách nào phát ra được âm thanh. Hắn là cha của đứa trẻ này. Nhìn thấy vết thương của Tống Thu, ông Ngận không thể đem hung thủ băm thây vạn đoạn. Điên, Sở Trần điên rồi. Trong đại sảnh, người nhà họ Tống nhìn Sở Trần mà sững sờ. Chỉ vì thay Tống Thu xả cục tức để rồi đắc tội với nhà họ Hoàng. Sở Trần, tôi yêu cầu cậu nhìn rõ thực tế, được không? Tống Vân nói, nhà họ Tống chúng ta có thể đắc tội người khác sao? Đừng tưởng rằng hôm qua đại xuất danh tiếng, liền đắc ý quên mình. Chu Kiếm nhịn không được, hắn lắc đầu nói, có rất nhiều chuyện, không phải chỉ có ấm đấm cứng là được. Huống chi, cậu cho rằng cậu đơn thương độc mã xông vào nhà họ Hoàng, liền có thể thay Tiểu Thu trả thù sao? Lâm Tín Bình nói, song quyền không đánh được tứ thủ, nội tình nhà họ Hoàng khủng bố đến mức nào cậu căn bản không biết, cậu muốn bước qua cửa nhà họ Hoàng, còn muốn bình yên vô sự đi ra sao? Sở Trần, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, Tống Thiên Dương chỉ có thể bất lực lắc đầu. Lúc này, Tống Nhan cũng đi ra. Cô ba, cô đến thật đúng lúc. Tống Vân nói cho em biết, có người sắp trở thành anh hùng. Ôi ôi, vội vàng muốn tới nhà họ Hoàng chịu chết kìa. Nếu không phải nhất cử nhất động của hắn đại biểu cho nhà họ Tống, sẽ liên lụy đến nhà họ Tống, ai sẽ cản hắn? Tống Tình chế nhạo, Tống Nhan đi tới trước mặt Sở Trần, ngước mắt nhìn Sở Trần, anh thật sự muốn đi sao? Sở Trần cười, bà xã à, đợi anh về nhà ăn cơm chiều.
Tống Nhan con người có chút hiện lên một vòng sáng tỏ, gật gật đầu, tất cả sẽ đều là đồ ăn anh thích. Vừa dứt lời, nhà họ Tống càng thêm ngây ngốc. Tống Nhan, em cũng bị điên rồi sao? Tống Tình gọi thẳng tên cô, hai mắt mở to, em không ngăn Sở Trần, em có biết anh ta sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối không? Nhan Nhan, đừng hành động theo cảm tính. Tống Thiên Dương trịnh trọng nói. Tống Nhan quay đầu nhìn mọi người, con nhìn tình cảnh của đệ đệ rất thống khổ. Đệ đệ là thân nhân của con, bây giờ bị người ta làm tổn thương, con không có năng lực báo thù cho đệ đệ, thế thì, con dựa vào cái gì ngăn cản Sở Trần vì đệ đệ đi báo thù? Nhà họ Hoàng rất có thế lực, nhưng các người có bao giờ nghĩ rằng nếu nhà họ Tống không làm gì, Tiểu Thu cả đời này sẽ không thể ngóc đầu lên nổi ở Thiên Thành. Tống Nhan nhìn lại Sở Trần không phải là mãng phu, hôm nay chuyện này, vốn chính là nhà họ Hoàng thiếu gia ỷ thế hiếp người, con không tin, nhà họ Hoàng thực sẽ như thế hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Sở Trần bỏ lại một câu nói, nhà họ Hoàng nếu không xin lỗi, tôi sẽ tới trước cửa nhà họ Hoàng uống thuốc tự sát. Sở Trần thân thể đã biến mất tại ngoài phòng khách. Người nhà họ Tống lúc này mới phản ứng, tên Sở Trần này thật vô pháp vô thiên. Không đúng, hắn là không biết trời cao đất dày. Chu Kiến hồi thần lại, nhà họ Hoàng xin lỗi. Lâm Tín Bình chế nhạo, Sở Trần đây là do ngày hôm qua tranh tài bị làm hỏng đầu óc đi, thực sự kiêu ngạo quá mức. Ông nội, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tống Vân cau mày, lo lắng nói lớn, Sở Trần cứ thế mà đi, nhất định sẽ làm liên lụy đến nhà họ Tống, Sở Trần đúng là có khả năng gây tai họa. Tống Tình nói, đều nói ít vài 3 câu đi. Tống Trường Thanh nhìn về phía đám người, mở miệng, việc đã đến nước này, giờ đây, chúng ta cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến tìm kế sách ứng phó. Tống Trường Thanh nhìn về hướng Sở Trần rời đi, trầm mặc một lúc, cả nhà họ Tống, chỉ có Sở Trần là có dũng khí đi đối mặt với chuyện này. Tống Trường Thanh xua tay, quay người bước đi. Tống Thiên Dương trở lại phòng Tống Thu, Tô Nguyệt vội vàng nói, hiện tại thế nào? Sở chờ đâu? Tống Thiên Dương vẻ mặt phức tạp, cậu ta đã đến nhà họ Hoàng. Tô Nguyệt sửng sốt, làm sao lại có chuyện này? Trên giường Tống Thu trong lòng cũng vô cùng chấn động, cái mũi càng vô ý thức thấy cay cay, nước mắt liền chảy ra. Một màn này rơi vào trong mắt Tống Thiên Dương, tâm thần chấn động. Lúc này, hắn cảm thấy được Sở Trần đã làm đúng. Tống Thu vẫn chỉ là một thanh niên 10 mấy tuổi, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu một trận đòn và bị sỉ nhục như vậy, thật khó có thể tưởng tượng nổi bao nhiêu uất ức đã tích tụ trong lòng Tống Thu. Tiểu Thu, yên tâm dưỡng thương đi. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi, cho dù chúng ta không đấu được nhà họ Hoàng, nhưng mà chuyện này chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Nhất định phải đòi nhà họ Hoàng một lời giải thích, Tống Thiên Dương nói dứt khoát xong liền đi ra ngoài. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy và lái về hướng nhà họ Hoàng, trời đã hơi nhá nhem tối. Khi Sở Trần vừa đến cửa nhà họ Hoàng, bên ngoài trời đổ mưa rất to. Sở Trần, nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trước cửa nhà họ Hoàng nhận ra Sở Trần, dù sao thì người thanh niên này ngày hôm qua đại xuất danh tiếng, còn được Hoàng lão gia tử thưởng thức. Sở Trần trên mặt lộ ra một nụ cười, phiền phức thông báo một tiếng, tôi muốn gặp Hoàng đại thiếu gia. Nhân viên bảo vệ nhìn chiếc túi trong tay Sở Trần, lập tức lộ ra vẻ hiểu ý, đồng thời sâu trong đôi mắt của anh ta có một chút khinh thường. Trận chiến ngày hôm qua danh chấn cả thành phố, được Hoàng lão gia tử khen là đệ nhất nhân tuổi trẻ ở Thiền Thành khiến người ta phải ghen tị và đố kỵ. Nhưng bây giờ, vẫn là theo thông lệ cũ, mang lễ vật đến tặng lễ, muốn tiến một bước rút ngắn quan hệ với nhà họ Hoàng. Chờ một chút, nhân viên bảo vệ lấy máy bộ đàm ra, nói vài câu, sau đó không nhịn được hỏi Sở Trần, là tặng quà cho đại thiếu gia. Sở Trần cười, xem như là thế đi. Vậy thì cậu đưa đúng người rồi. Bảo vệ nói, trong số rất nhiều thiếu gia nhà họ Hoàng, đại thiếu gia là người thích kết bạn nhất. Sở Trần liếc mắt nhìn tên bảo vệ. Hắn cảm thấy ý tứ trong lời nói của tên bảo vệ, trong số các thiếu gia nhà họ Hoàng, đại thiếu gia là người thích nhận quà nhất. Bộ đàm bên trên rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Tên bảo vệ mỉm cười, tôi nói không sai chứ, đại thiếu gia muốn gặp cậu, tôi sẽ đưa cậu tới đó ngay. Sở Trần đi theo phía sau bảo vệ cho đến khi đi tới một tầng của đại sảnh. Vừa bước vào, Sở Trần nhìn lên và thấy Hoàng Ngọc đang đứng ở giữa đại sảnh. Hai bên đại sảnh, còn có mấy tên vệ sĩ của nhà họ Hoàng đang đứng. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, hóa ra thật sự là Sở Trần. Hoàng Ngọc mỉm cười nhìn Sở Trần, rượu không phải đã giao rồi sao? Hiện tại anh qua đây, còn có chuyện gì?
Ánh mắt Hoàng Ngọc thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức. Sở Trạch tới và đứng trước mặt Hoàng Ngọc, ánh mắt của mấy tên vệ sĩ cỏ mặt đều rơi vào chiếc túi trên tay Sở Trần, bọn họ rất tò mò không biết Sở Trần sẽ tặng quà gì cho đại thiếu gia. Đại thiếu gia hôm nay làm việc vất vả, nên tôi tới đây mang quà tặng lễ cho thiếu gia. Sở Trần từ trong túi lấy ra một vò rượu, tất cả mọi người đồng thời sửng sốt. Chum rượu này giống hệt với bình rượu mà hôm nay Tống Thu gửi tới. Hoàng Ngọc sững sờ một lúc, trong bụng đột nhiên truyền tới cơn đau nhói, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bay ra ngoài. Cú đá của Sở Trần, nó đến quá đột ngột, mọi người vô ý thức đều tưởng rằng Sở Trần tới tặng quà cho Hoàng Đại Thiếu Gia, không ngờ Sở Trần lại trực tiếp ra chân dứt khoát như vậy. Hoàng Ngọc ngồi trên mặt đất như một con ngỗng rơi trên cát, khuôn mặt hoàn toàn nhăn lại vì đau đớn, đồng thời hét lên, phế bỏ hắn cho bản thiếu. Mấy tên vệ sĩ như tỉnh mộng, giật mình phản ứng lại. Mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Sở Trần. Trong nhà họ Hoàng, tung chân đá đại thiếu gia của nhà họ Hoàng. Trong toàn bộ thiền thành, không có người thứ hai lại có dũng khí này. Trong đại sảnh, yên tĩnh như chết, từng ánh mắt bàng hoàng và đờ đẫn như hóa đá. Cú đá này của Sở Trần đã mở ra một thế giới mới, vượt ngoài những gì họ có thể tưởng tượng trong đầu. Thì ra ở thiền thành, thật sự có người dám ngông cuồng ngay trong nhà họ Hoàng. Chân đá thẳng vào mặt đại thiếu gia nhà họ Hoàng. Điều này là điên rồ hay vẫn là chán sống rồi? Các ngươi đều chết hết rồi à? Hoàng Ngọc hét lớn, mặc dù cơn đau trên người vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vài tên vệ sĩ lao nhanh về phía Sở Trần. Hoàng Ngọc mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Trần, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Nhận một cú đá này, hắn sẽ khiến Sở Trần phải trả giá đau đớn gấp trăm lần. Sở Trần một tay cầm vò rượu, thân ảnh đột nhiên vò tới trước mặt Hoàng Ngọc. Một tên vệ sĩ tiến đến gần nhất muốn túm lấy vai Sở Trần, nhưng tay chưa kịp chạm vào thì thân thể đã bị Sở Trần đá bay. Đám vệ sĩ còn lại thoạt nhìn cũng giật mình, sau đó tất cả lao về phía Sở Trần đồng thời ra tay. Nhưng mà Sở Trần đã cho bọn họ cảm nhận được sức mạnh của kẻ chiến thắng đoạt thanh, ánh mắt hắn không hề rời khỏi Hoàng Ngọc, trong tay cầm vò rượu, từng bước tới gần. Vệ sĩ trong đại sảnh không ngăn được bước chân của Sở Trần, đều bị đá bay ra ngoài, rất nhanh. Tất cả đều ngã xuống đất một cách thê thảm, đau đớn kêu thảm thiết. Nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài lúc này mới kịp phản ứng lại, cả người run lên, lấy bộ đàm ra, hô to mấy câu. Sở Trơ cũng không để ý tới, từng bước đi về phía Hoàng Ngọc. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc đột nhiên biến sắc, hắn ta lùi lại vài bước, Sở Trần, mày định làm gì? Mời ngươi uống rượu, dạy ngươi làm người. Sở Trần đáp, một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt Hoàng Ngọc. Sở Trần xông vào, không nói hai lời liền ra tay đánh nhau, hắn đoán được là Tống Thu đã đem sự tình buổi trưa nói ra. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Hoàng Ngọc cũng không thể nghĩ rằng Sở Trần lại dám trực tiếp xông vào nhà họ Hoàng, ra tay đánh hắn. Sở Trần, mày có biết mày đang làm gì không? Hoàng Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng không cho bản thân bối rối, nơi này là nhà họ Hoàng, hắn là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, làm sao phải sợ một tên Sở Trần? Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, mở vò rượu nhìn Hoàng Ngọc, ngươi chủ động quỳ xuống, hay là muốn ta tới mời ngươi quỳ? Hoàng Ngọc ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị, đứng thẳng người, Sở Trần, nếu bây giờ ngươi rời đi, may ra còn kịp, bằng không, ta bảo đảm ngươi hôm nay sẽ không thể rời khỏi nhà họ Hoàng. Sở Trần nhanh chóng vào tới, đột nhiên đặt tay lên vai Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảm giác như bị kẹp chặt, cố hết sức giãy giụa, nhưng bả vai cứ vậy chìm xuống, không có cách nào phản kháng. Hoàng Ngọc cố gắng hết sức, muốn dùng chân đá Sở Trần. Nhưng mà, Sở Trần thối ảnh đảo qua. Hoàng Ngọc chân khuỵu xuống một tiếng bịch, cảnh tượng này khiến đám vệ sĩ trong đại sảnh càng thêm ngây ngốc. Thiếu gia nhà họ Hoàng bị ép quỳ, vẫn là ở nhà họ Hoàng. Bọn họ từng người một không có sức để đứng dậy nữa, nhưng mắt họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi Hoàng Ngọc muốn chống cự, đã bị Sở Trần tát mấy cái. Lực đạo quá mạnh, khiến bọn họ khi nghe từng thanh âm đều cảm thấy cơ thể run rẩy. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đến. Sở Trờ bóp miệng Hoàng Ngọc ra, tay kia đem rượu đổ xuống. Rượu rót xuống khiến Hoàng Ngọc bị sặc và toàn thân há đều đang run rẩy. Nước mắt nước mũi đều chảy ra. Hắn đời này chưa bao giờ thấy xấu hổ nhục nhã như vậy. Đau đớn và tủi nhục dâng trào. Cơ thể Hoàng Ngọc cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, thế nhưng không có cách nào cả. Sở Trần giống như một ác ma, đứng ở trước mặt hắn, dùng ánh mắt lãnh khốc vô tình, coi thường tất cả. Khi những người bên ngoài xông vào,
Sở Trần vừa vặn đổ hết một vò rượu lên mặt Hoàng Ngọc. Toang, vò rượu bên cạnh Hoàng Ngọc vỡ tan. Sở Trần buông tay, Hoàng Ngọc trực tiếp ngã xuống. Bên tai truyền đến giọng nói của Sở Trần, hôm nay ngươi đã làm gì Tống Thu, ta chỉ là hoàn trả thôi. Ngươi còn muốn chơi, ta, Sở Trần, sẽ phụng bồi tới cùng. Sở Trần quay lưng bước ra ngoài. Bên ngoài vào tới mười mấy người đều là vệ sĩ của nhà họ Hoàng, lúc này không cần lệnh của Hoàng Ngọc đã vây lấy Sở Trần. Một số vệ sĩ còn cầm dùi cui điện trên tay. Phế bỏ hắn, đánh cho đến chết. Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi giống to lên, được một tên vệ sĩ đỡ dậy, vô cùng chật vật ngồi trên ghế, phụng bồi tới cùng sao. Sở Trần, tao sợ mày chơi không nổi. Rất nhiều vệ sĩ lập tức ra tay. Đại thiếu gia đang ngồi ở nhà, tai họa từ trên trời giáng xuống. Bị đánh cho nhục nhã, nếu người bên kia bình yên vô sự rời khỏi nhà họ Hoàng, vậy thì bọn họ không chỉ là thất trách, còn mất hết mặt mũi nữa. Mười mấy người vây công một mình Sở Trần, đôi mắt của Hoàng Ngọc nhìn chằm chằm. Hắn biết Sở Trần rất có năng lực chiến đấu, nhưng mà song quyền không địch được tứ thủ, cho nên hôm nay Sở Trần tuyệt đối phải phế bỏ. Sở Trần chân đạp càn khôn bộ, thân ảnh giống như quỷ mị, chen chúc giữa hơn chục vệ sĩ, ra tay quả quyết. Phàm là người bị Sở Trần đánh trúng, giống như bị đánh trúng mệnh mạch, đau đến không cách nào động đậy, ngã trên mặt đất. Từng người một ngã xuống đất, không dậy nổi. Hoàng Ngọc đôi mặt mở to đến cực hạn, toàn thân run lên vì tức giận. Những vệ sĩ này, căn bản không thể ngăn cản Sở Trần. Tao không tin, mày có thể đánh ra khỏi nhà họ Hoàng. Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, ảm, không đầy một khắc, vệ sĩ trong đại sảnh đều đã ngã xuống đất. Muốn thông báo tới lão gia tử sao? Tên bảo vệ lúc đầu mang theo Sở Trần vào cửa, giọng nói run run, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Trần. Hơn chục vệ sĩ nhà họ Hoàng trong nháy mắt liền bị đánh ngã. Khó trách trên lôi đài, ngay cả Hoàng Thế Hùng đều không phải đối thủ của hắn. Khi những vệ sĩ này hợp sức, Hoàng Thế Hùng cũng chưa chắc có thể đối phó. Không cần, Hoàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục điều động nhân thủ tới đây, mang theo vũ khí. Nhất định phải để Sở Trần nằm ngang rời khỏi nhà họ Hoàng. Bảo vệ gật đầu, đứng ở cửa đại sảnh, Sở Trần quay đầu nhìn Hoàng Ngọc, vậy thì liền nhìn một chút, ai là người không chơi nổi. Sở Trần xoay người, thuận tay cầm một cái ô đi ra ngoài. Trời xối xả mưa, tiếng mưa đã che động tĩnh trong khu vực đại sảnh này, nhưng việc vệ sĩ nhà họ Hoàng được điều động tấp nập khiến một số con cháu nhà họ Hoàng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên, bên ngoài trời mưa rất to, không có ai ra ngoài. Từng tên vệ sĩ dẫm lên mưa và lao đi thật nhanh. Hoàng Tú Tú đang ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy vài vệ sĩ vội vã đi qua, trời mưa lớn vậy, liền ô bọn họ cũng không mang. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Tú Tú đứng lên, nhìn về hướng những người vệ sĩ này rời đi, cảnh tượng lúc sáng chợt hiện lên trong đầu cô, đồng thời trong đầu cô chợt hiện lên một thân ảnh. Nhưng mà, Hoàng Tú Tú lại lắc đầu và tự nhủ, không có khả năng. Coi như Sở Trần biết Tống Thu bị đánh trong nhà họ Hoàng, anh ta cũng không có khả năng đến nhà họ Hoàng để gây rối. Hoàng Tú Tú vừa ngồi xuống thì thấy hai vệ sĩ vội vàng đi qua. Nhất định đã có chuyện lớn xảy ra. Hoàng Tú Tú không chút do dự tay cầm ô bước ra ngoài. Mưa xối xả trên mặt đất, trang viên này bị một tầng sương mù bao phủ. Trước khi Hoàng Tú Tú lên đến lầu các của đại sảnh, bước chân của cô đột nhiên dừng lại. Dương mắt nhìn lên, trong màn mưa. Một người một tay cầm ô, thân hình mảnh mai thẳng tắp, chậm rãi đi dọc trên con đường lát đá cuội. Ở hai bên của hắn, các vệ sĩ của nhà họ Hoàng tay cầm côn sắt và các vũ khí khác mạnh mẽ lao lên. Thế nhưng, nam tử một tay cầm ô một tay nghênh địch lại nhẹ nhàng thoải mái, giống như đang nhàn nhã tản bộ, mặc kệ sự truy kích của vệ sĩ nhà họ Hoàng, lần lượt từng tên vệ sĩ nhà họ Hoàng bên cạnh anh ta ngã xuống. Hoàng Tú Tú hai mắt kinh ngạc, Sở Trần, mưa ngày càng nặng hạt. Xuyên qua màn mưa, Hoàng Tú Tú nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Một thanh niên một tay cầm ô, đứng ở trong thiên địa, tựa như là vương giả mảnh thiên địa này, từng cái giơ tay nhấc chân là từng tên vệ sĩ của họ Hoàng ngã xuống như tờ giấy. Con đường dài lát đá cuội, người thanh niên nhanh chóng đi đến cuối con đường. Phía sau, rất nhiều vệ sĩ nhà họ Hoàng ngã xuống đất, bị nước mưa đổ xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mãi cho đến khi bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt Hoàng Tú Tú mới định thần lại. Đôi mắt cô đầy kinh ngạc, trận mưa lớn này che đậy quá nhiều âm thanh, nếu không, tiếng hú hét vang vọng khắp mặt đất nhất định sẽ vang dội bầu trời khuôn viên nhà họ Hoàng.
Sở Trần một mình xông vào nhà họ Hoàng. Đây là thực lực chân chính của hắn sao? Hoàng Tú Tú lẩm bẩm nói, trước sau, có ít nhất 50 vệ sĩ đuổi theo, nhưng không ai có thể tới gần cơ thể Sở Trần. Hơn nữa hắn một tay vẫm cầm ô, rất rõ ràng là hắn còn dư sức lực. Đôi mắt Hoàng Tú Tú lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đến tột cùng là dùng công phu quyền cước gì vậy? Trong đầu Hoàng Tú Tú hiện lên những cú đánh vừa rồi của Sở Trần, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều vô cùng ngắn gọn, tưởng chừng là đòn thế đơn giản nhất nhưng lại khiến người ta không thể chống đỡ. Thiếu gia, Sở Trần đã tới cửa rồi, đều không ngăn cản được hắn. Một giọng nói vội vàng vang lên, hiện tại chúng ta chỉ có thể huy động bằng này nhân thủ, trừ phi chúng ta báo cáo sự việc Sở Trần đại náo lên Hoàng lão gia tử, không được. Hoàng Ngọc lắc đầu với vẻ mặt trầm mặc, chuyện này truyền đến tai của lão gia tử. Cho dù lão gia tử sẽ tức giận vì Sở Trần đã mạo phạm đến nhà họ Hoàng, nhưng nếu chuyện hắn làm bị bại lộ thì nhất định cũng không chiếm được lợi ích gì. Vậy thì chỉ có một cách, chính là nhanh chóng báo tin cho đại lão gia. Đại lão gia trong miệng tên vệ sĩ, chính là con cả của Hoàng lão gia tử, Hoàng gia thất tướng đứng hàng thứ nhất Hoàng Dương, cũng là cha của Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc đập tay mạnh xuống bàn, đôi mắt màu máu tràn đầy không cam lòng, vẻ mặt gớm ghiếc méo mó. Không ngờ bản thân đã huy động toàn bộ lực lượng có thể huy động được, nhưng cũng không làm gì được Sở Trần, đành nhìn Sở Trần rời đi. Đây đối với Hoàng Ngọc mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Về phần lực lượng mạnh hơn trong nhà họ Hoàng, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể huy động được. Hoàng Ngọc lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm một số điện thoại, khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, Hoàng Ngọc lập tức bật khóc nức nở than thở, cha, con bị người ta đánh. Một màn mưa to lớn bao phủ cả mảnh thiên địa này, Sở Trần cầm ô và bước từng bước đến trước cửa nhà Hoàng. Sau lưng vẫn còn có 3-5 tên vệ sĩ đuổi theo, thế nhưng mỗi tên đều bị mưa tát vào mặt, lại cảm nhận được khí tức lạnh lẽo lan tràn nên không dám xông lên. Trong mắt những vệ sĩ này, Sở Trần đơn giản là tồn tại giống như chiến thần bất khả chiến bại. Khó trách hắn dám đơn phương độc mã xông vào nhà họ Hoàng. Sở Trần, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Sở Trần. Hoàng Tú Tú tay cầm ô đã bắt kịp, hướng phía trước tiến lên vài bước, tôi biết tại sao anh tới làm náo loạn ở nhà họ Hoàng. Hoàng Tú Tú trầm giọng nói, tuy nhiên, chỉ bằng một thân công phu quyền cước của anh, chuyện hôm nay không thể giải quyết được. Hôm qua biểu hiện của anh, ông nội vô cùng thưởng thức, đừng để sự việc nháo đến tình trạng không thể giải quyết, anh có thể thử đem chuyện này nói cho ông nội, người hoàn toàn không biết rõ tình hình. Sở Trần dừng chân lại và liếc nhìn Hoàng Tú Tú. Hoàng Tú Tú nói, tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho ca ca tôi. Khóe miệng của Sở Trần nhếch lên, nếu Hoàng Ngọc Hải không đến trêu chọc tôi sẽ không cùng hắn so đo. Hoàng tiểu thư, một ạ cô yên tâm. Trong mắt Sở Trần, chưa từng có đem Hoàng Ngọc Hải coi là đối thủ. Thậm chí bao gồm cả Hoàng Ngọc này cũng vậy, không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Sở Trần xoay người đi về phía cửa nhà họ Hoàng. Từng bước một, khi Sở Trần chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà họ Hoàng, cửa nhà họ Hoàng đột nhiên đóng sầm lại. Dưới màn mưa hùng vĩ, phía sau Sở Trần xuất hiện một đoàn người. Người đàn ông trung niên đi đầu cầm một chiếc ô đen trong tay, vẻ mặt lãnh đạm, hai mắt như muốn bắn ra tia chớp, lạnh lùng nhìn bóng lưng Sở Trần. Hoàng Tú Tú sắc mặt tái nhợt, trong lòng chấn động, bác cả. Bên cạnh Hoàng Dương có 10 người, đều mặc đồng phục màu đen, bọn hắn đều không có bung dù, nước mưa đánh vào trên mặt của bọn hắn, thần sắc đều không có biến hóa chút nào. Khí thế tỏa ra từ 10 người này hiển nhiên hơn hẳn so với những vệ sĩ bình thường. Sở Trần, Hoàng Dương nhẹ giọng nói, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, hắc diệu đường của nhà họ Hoàng đã gần 10 năm nay không có động thủ. Hoàng Tú Tú ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm 10 người xung quanh Hoàng Dương. Ngay từ lúc những người này xuất hiện, Hoàng Tú Tú đã đoán được thân phận của bọn họ. Nhà họ Hoàng đặt chân tại Thiền Thành, trường thịnh không suy, không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Một trong những nguyên nhân là do tổ tiên nhà họ Hoàng đã thành lập Hắc Diệu Đường ngay từ khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Hắc Diệu Đường đại diện cho nội tình của nhà họ Hoàng và được chia thành văn đường và võ đường. Trong nhà họ Hoàng, ngoại trừ lão gia tử, chỉ có 7 vị gia chủ là có thể huy động sức mạnh của Hắc Diệu Đường. Người ta đồn rằng, điều đầu tiên các thành viên của Hắc Diệu Đường là những người tuyệt đối trung thành với nhà họ Hoàng. Thứ hai, võ đường là tập hợp những cường giả có thể lấy một địch 10. Trong ấn tượng của Hoàng Tú Tú, cô chưa từng thấy Hắc Diệu Đường ra tay. Dù sao, những năm gần đây, nhà họ Hoàng như mặt trời ban trưa, quét ngang thành phố Thiền Thành, không có thế lực nào có thể đối đầu với nhà họ Hoàng.
nhà họ Hoàng đứng sừng sững ở thành phố Thiền Thành với dáng vẻ bất khả chiến bại. Sở Trần cầm ô, nhìn lại, khẽ mỉm cười, vậy thì ta thật sự rất vinh hạnh. Lời nói rơi ra, tất cả đều có thể cảm nhận được, Sở Trần không đem hắc rượu đường nhà họ Hoàng để vào mắt. Hoàng Tú Tú có chút ngẩn người nhìn Sở Trần, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng cô vừa chứng kiến. Trong ấn tượng của cô chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như Sở Trần. Liệu hắc rượu đường có thể đối phó được với Sở Trần? Hoàng Dương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn chậm rãi vung tay lên. Một thành viên của đại hắc rượu đường bước ra, với thân hình như một con báo, toàn thân sức mạnh bộc phát, nhìn chằm chằm vào Sở Trần, đột nhiên, bóng đen di chuyển. Quyền vừa vung liền vọt qua, mưa bắn tung tóe, trong tích tắc, quyền ảnh đã đến trước mặt Sở Trần. Hoàng Tú Tú trong lòng thất kinh, không hổ là thành viên của ác diệu đường, ra tay nhanh lẹ, so với những vệ sĩ bình thường của nhà họ Hoàng thì quả thực anh ta mạnh hơn mấy bậc. Chân chính lực lượng của nhà họ Hoàng, Sở Trần sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên hắn tung nắm đấm. Sự va chạm giữa hai quyền nổ ra, mưa tạt xuống, nắm đấm đập mạnh, người ta cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ xuyên qua màn mưa. Các thành viên của hắc diệu đường loạng choạng lùi lại vài bước. Cảnh tượng này, ngay cả Hoàng Dương cũng có chút kinh ngạc. Hắn dự tính một thành viên của hắc diệu đường sẽ không phải là đối thủ của Sở Trần, nhưng khoảng cách thực lực quá lớn như thế này, nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Con rể nhà họ Tống học được một thân công phu quyền cước này từ đâu? Cơ thể hắn vậy mà có thể chứa một lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hắc diệu đường của nhà họ Hoàng, ta xem ra chỉ có vậy. Sở Trần nắm chặt tay, nhẹ nhìn Hoàng Dương, tôi đã nói với con trai ông nếu hắn muốn chơi, tôi sẽ phụng bồi đến cùng. Tất cả các người cùng lên đi, đệ nhất gia tộc của Thiền Thành cũng không thể mất mặt như thế. Tôi tin tưởng, Sở Trần tôi là một đối thủ hợp cách của nhà họ Hoàng, tuyệt đối không làm các người thất vọng. Dưới cơn mưa xối xả, người thanh niên cầm ô, giữa hai lông mày hiện lên một sự tự tin mạnh mẽ. Hoàng Dương ánh mắt lạnh lùng nheo lại, trong chốc lát, hắn vung bàn tay to, bắt lấy Sở Trần. Lần này, cả 10 người đồng thời xông lên phía trước. Võ đường của hắc diệu đường nhà họ Hoàng trên cơ bản đều là 10 người một tổ. Hoàng Dương nhìn chằm chằm Sở Trần, lúc này đã bị 10 người vây quanh, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Hắn nhận được cuộc gọi từ con trai mình liền chạy tới, Hoàng Ngọc lúc nói trong điện thoại cũng chưa nói lý do là gì. Hoàng Dương không quan tâm lắm đến việc biết lý do của việc này. Coi như là con trai hắn chủ động gây sự, điều đó cũng không quan trọng. Dù gì con trai hắn cũng là đại thiếu gia của nhà họ Hoàng, chỉ có con trai hắn mới được bắt nạt người khác, còn những người khác thì tuyệt đối không được phép ức hiếp con trai hắn. Huống hồ, hôm nay Sở Trần trực tiếp xông vào cửa nhà họ Hoàng. Đây là đánh thẳng vào mặt mũi của nhà họ Hoàng. Đường đường là nhà họ Hoàng làm sao có thể dung thứ được. Khi 10 thành viên của hắc diệu đường hoàn toàn bao vây Sở Trần, giọng nói của Hoàng Dương cũng chậm rãi vang lên, Sở Trần, cậu còn quá non nớt, đừng tưởng rằng mình có mấy phần công phu quyền cước liền có tư cách trở thành đối thủ nhà họ Hoàng. Tôi cho cậu biết, cậu còn xa xa không xứng. Trong lời nói của Hoàng Dương ẩn chứa một sự kiêu ngạo mạnh mẽ. Gia đình giàu có số 1 ở Thiền Thành, Hoàng Dương trong lồng ngực có niềm tự hào này và càng có sự tự tin đó. Sở Trần chẳng qua chỉ là tuổi trẻ thiên tài sớm nổi sớm tàn mà thôi, những năm gần đây hắn cũng không phải chưa thấy qua, ngay cả trong võ đường của hắc diệu đường cũng có vài tên thiên tài trẻ tuổi như vậy, sau khi bị áp chế liền tiến vào nhà họ Hoàng nhập hắc diệu đường. Sở Trần, chỉ là một tên ở rể nhà họ Tống, hắn coi là cái gì? Hoàng Dương hoàn toàn không có đem Sở Trần để vào mắt. Nhà họ Tống dám đắc tội nhà họ Hoàng như thế này, xem ra. Bọn họ cảm thấy có thể cùng nhà họ Hoàng đánh một trận thương chiến. Hoàng Dương cười chế nhạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần, trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán, muốn dùng cách nào với cái giá thấp nhất, để làm cho nhà họ Tống biến mất ở Thiền Thành. Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám đắc tội với nhà họ Hoàng như thế này. Hôm nay, Hoàng Dương có thể được coi là mở mang tầm mắt. Hắn vung tay lên, cầm xuống, dưới cơn mưa nặng hạt, 10 thành viên của võ đường ngắc diệu đường chân đạp nước mưa. 10 đạo bóng đen tựa như hư ảo, mưa bắn tung tóe dường như có một luồng khí băng lãnh. Sở Trần khẽ nhướng mày. Vào thời điểm 10 người đồng thời xuất thủ, Sở Trần cảm nhận được khí tức của trận pháp kỳ môn. Đằng sau cái gọi là hắc diệu đường của nhà họ Hoàng, hẳn có sự hỗ trợ của kỳ môn. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Sở Trần. Bất quá, cho dù có kỳ môn phía sau làm hậu thuẫn, Sở Trần cũng đoán chừng, thực lực của kỳ môn này chỉ ở mức trung bình. Bằng không.
ngay cả lão gia tử nhà họ Hoàng bị chúng cổ thuật những cũng bó tay toàn tập. Khóe miệng Sở Trần khẽ dương nhẹ, luận trận pháp kỳ môn, những gì hắn nắm giữ chính là kỳ môn đỉnh tiêm trận pháp đương thời. Vào lúc này, những gì mà 10 người trong Hắc Diệu Đường của nhà họ Hoàng thi triển, theo cảm nhận của Sở Trần, có thể dùng hai từ thô ráp để hình dung. Hô, ngay khi các thành viên thứ nhất của Hắc Diệu Đường tấn công Sở Trần, cú đấm dường như đã đánh trúng không khí. Trong lòng chợt giật mình, Sở Trần rõ ràng đã lọt vào trận pháp công kích của bọn họ, mọi chiêu thức của Sở Trần đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, nhưng Sở Trần trong nháy mắt lại tránh được đòn tấn công. Thậm chí lúc này bọn họ cũng không nắm bắt được thân ảnh của Sở Trần. Và chỉ trong vòng một giây, cú ra chân của Sở Trần dường như đã phá vỡ trận pháp kỳ dị của họ. Đây là kỳ trận đã được truyền thừa trăm năm của Hắc Diệu Đường, trong võ đường Hắc Diệu Đường, quy tắc 10 người một tổ cũng bởi vì thế, trong kỳ trận này, khi tổng hợp sức mạnh của 10 người thì lực lượng là cường đại nhất. Hoàng Dương cũng không biết, Sở Trờ phá vỡ kỳ trận chỉ trong một giây, hắn nhìn chằm chằm Sở Trần, hắn đang chờ, sau khi Sở Trần bị đánh dạp xuống đất, hắn có còn hay không kiêu ngạo như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dương oai trong nhà họ Hoàng. Hoàng Dương nhẹ giọng nói, trước đây chưa từng có, sau này càng không có ngoại lệ. Lúc này, dưới cơn mưa lớn, Hoàng Ngọc cũng đi tới cùng với sự giúp đỡ của một nhân viên bảo vệ. Nhìn thấy Hoàng Dương, nước mắt của Hoàng Ngọc lại rơi xuống, ủy khuất vô cùng, cha, Sở Trần kêu con quỳ trước mặt hắn, bắt con uống rượu. Hoàng Dương an ủi, vậy thì để Sở Trần quỳ trước mặt con và uống sạch trận mưa này. Tốt rồi, Hoàng Ngọc ngay lập tức gạt nước mắt, tinh thần phấn chấn, hắn tin tưởng, lời cha hắn nói, sẽ không để cho hắn thất vọng. Đôi mắt của Hoàng Ngọc hướng về phía trước, trong lòng đầy chờ mong, Hắc Diệu Đường nhà họ Hoàng, tất cả những người thiền thành biết, nghe thôi đã biến sắc. Ở thiền thành, không lực lượng nào có thể so được với Hắc Diệu Đường. Hoàng Ngọc phảng phất đã nhìn thấy hình ảnh Sở Trần quỳ gối trước mặt mình để cầu xin sự thương xót, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bị 10 người vây quanh, Sở Trần chân đạp càn khôn bộ, trong nháy mắt đã phá kỳ trợ Sở Trờ Tây vẫn đang cầm ô đột nhiên phản kích. Khi thành viên đầu tiên của Hắc Diệu Đường bị đánh bay, nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng Ngọc đã trở nên đờ đẫn trong giây lát. Hoàng Dương cũng đứng thẳng người, khẽ nhíu mày. Từng thành viên của Hắc Diệu Đường đã bị đánh bay ra ngoài. Ở một bên, Hoàng Tú Tú con ngươi chấn động mạnh. Sở Trần quá cường đại, ngay cả một tổ từ Hắc Diệu Đường được phái đến, vậy mà cũng không làm được gì Sở Trần. Ánh mắt mọi người đảo qua màn mưa nhìn người thanh niên này, khi cả 10 thành viên của võ đường Hắc Diệu Đường đều đã bị đánh gục, mọi người kinh hãi phát hiện trên tay Sở Trần vậy mà vẫn đang cầm ô, quần áo trên người không có bị nước mưa làm ướt nửa phần. Sở Trần vẻ mặt lãnh đạm, cầm ô, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Dương. Hoàng Ngọc đứng ở bên cạnh Hoàng Dương, vô ý thức hoảng sợ lùi lại mấy bước. Hắn nhìn ánh mắt Sở Trần, giống như đang nhìn một ác ma. Hoàng Dương ngược lại đã quen với những cảnh tượng hoành tráng, vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ánh mắt hai người đối mặt, tôi là một đối thủ rất có tư cách. Sở Trần mỉm cười, xoay người cầm ô bước đi. Nhà họ Hoàng trơ mắt nhìn Sở Trần, từng bước đi ra khỏi cửa, vẻ mặt của Hoàng Ngọc ảm đạm, cả người run lên vì tức giận. Há nằm mơ cũng không nghĩ những gì xảy ra ngày hôm nay sẽ biến thành thế này. Rõ ràng hắn chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ tiểu tử nhà họ Tống, thế mà Sở Trần lại gan to bằng trời, đến nhà họ Hoàng để trả thù. Hơn nữa, nhà họ Hoàng lớn mạnh như thế cũng không thể ngăn cản một mình Sở Trần. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía sau lưng thanh niên cầm ô, ánh mắt phức tạp khác nhau. Ở lối vào của dinh thự nhà họ Hoàng, một chiếc ô tô đang đậu với đèn khẩn cấp đang nhấp nháy. Chính là vừa từ nhà họ Tống tới, Tống Thiên Dương. Đôi mắt Tống Thiên Dương cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt của nhà họ Hoàng, trong lòng nóng như lửa đốt. Ông rất muốn biết hiện tại bên trong đang xảy ra chuyện gì. Tống Thiên Dương bí mật huy động mấy người có thể điều động, hiện tại đều phân tán đi khắp bốn phía, nhưng ngay cả những người thân tín nhất của Tống Thiên Dương cũng không dám xâm nhập vào nhà họ Hoàng. Tống Thiên Dương chỉ có thể chờ đợi, Sở Trần có thể thoát khỏi nhà họ Hoàng, ông ngay lập tức cứu Sở Trần đi. Tống Thiên Dương đã gọi điện cho Sở Trần nhiều hơn một lần, nhưng đều không có kết nối. Ông do dự hồi lâu, Tống Thiên Dương cắn chặt răng, cầm một cái ô trên xe, mở cửa ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, ông cũng muốn vào nhà họ Hoàng để xem chuyện gì xảy ra. Ngay khi Tống Thiên Dương bước ra, bước chân của ông đột nhiên dừng lại, trái tim bỗng chốc thắt lại.
Trước cổng nhà họ Hoàng xuất hiện một khe hở càng ngày càng rộng lớn. Cánh cửa nhà họ Hoàng đang từ từ mở ra, Tống Thiên Dương liếc mắt nhìn, khóe miệng đột nhiên mở rộng đến cực điểm. Ông nhìn thấy một thân ảnh, tay cầm ô, bước ra khỏi cửa lớn của nhà họ Hoàng. Qua màn mưa, Tống Thiên Dương nhanh chóng nhìn rõ người này chính là con rể của hắn, Sở Trần. Sở Trần Tây cầm một chiếc ô đang chậm rãi bước ra khỏi dinh thự nhà họ Hoàng. Cảnh tượng này đã tác động mạnh vào ánh mắt của Tống Thiên Dương. Có rất nhiều tình huống xuất hiện trong đầu ông ta. Tệ nhất, chính là cánh cửa mở ra và Sở Trần bị bế đem ném ra ngoài. Hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Trần lại có thể nhàn nhã tản bộ như vậy, mở cửa lớn nhà họ Hoàng, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hơn nữa, Tống Thiên Dương nhìn về phía sau Sở Trần, cũng không thấy có người nào từ nhà họ Hoàng đuổi theo. Chẳng lẽ không có ai của nhà họ Hoàng phát hiện ra Sở Trần? Tống Thiên Dương sửng sốt một chút, mới vội vàng đi lên, Sở Trần, cậu rốt cục cũng đi ra. Tống Thiên Dương đến gần của nhà họ Hoàng, trong tiềm thức liếc nhìn bên trong biệt thự hoàng gia, toàn thân lúc này giật mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều người ngã xuống đất, Hoàng Dương lúc này tay đang cầm ô, lạnh lùng nhìn về phía này, Sở Trần, vậy mà đơn thương độc mã đánh từ nhà họ Hoàng đi ra. Tống Thiên Dương trợn mắt ngoác mồm nhìn Sở Trần, làm sao hắn ta làm được điều đó? Cha vợ, không nghĩ tới người lại tới đón tôi. Sở Trần cười, dường như chỉ giống hắn vừa mới uống một chén trà trong nhà họ Hoàng đi ra, vẻ mặt rất thoải mái, hiện tại đã không có việc gì rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Tống Thiên Dương lấy lại tinh thần, lúc này ở cửa lớn nhà họ Hoàng, hắn cũng không dám ở quá lâu, hắn vội vàng gật đầu, bước nhanh đi. Lúc Sở Trần lên xe ngồi vào ghế lái phụ, Tống Thiên Dương liếc mắt nhìn, liền phát hiện Sở Trần quần áo không có chút nào bị ướt. Nhưng mà, vừa rồi hắn rõ ràng đã nhìn thấy đám vệ sĩ nhà họ Hoàng đều nằm dạp trên đất, cái này cũng không phải tự bọn chúng tự nằm xuống dưới mưa đi. Tống Thiên Dương một đường lái xe trở về, Sở Trần nhắm mắt dưỡng thần. Yên lặng trong một thời gian dài, Tống Thiên Dương rốt cục không thể nhịn được, liền hỏi, Sở Trần, cậu tới nhà họ Hoàng đã làm những gì? Cũng không có gì đâu. Sở Trần nói, chẳng qua tôi chỉ trả lại những gì mà Hoàng Ngọc đã làm với Tiểu Thu thôi. Chẳng qua tiểu tử này quá không có cốt khí, vậy mà lại gọi cha hắn tới hỗ trợ. Vừa nói, Sở Trần vừa nhìn Tống Thiên Dương một cái nhìn đầy ẩn ý. Tống Thiên Dương khóe miệng co giật kịch liệt, muốn khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, cha của Tiểu Thu không thể so sánh được với cha của Hoàng Ngọc. Sở Trần bật cười sảng khoái. Đối với Sở Trần, Tống Thiên Dương có can đảm xuất hiện ở lối vào của dinh thự nhà họ Hoàng để đón hắn ta, đó đã là một sự kinh hỉ lớn. Hắn không hy vọng cả nhà họ Tống đều là một đám không có cốt khí. Bên trong xe, Sở Trần vui vẻ cười, nhưng Tống Thiên Dương cười không nổi. Hắn hỏi Sở Trần về chi tiết những gì đã xảy ra trong nhà họ Hoàng, mặc dù Sở Trần đã đơn phương độc mã xông ra, nhưng sự trả thù của nhà họ Hoàng sắp tới sẽ vô cùng kinh khủng. Công phu quyền cước của Sở Trần, thế nhưng trên thương trường lại không giúp được nhà họ Tống chút nào. Có thể tưởng tượng được, nhà họ Tống sắp gặp phải phong ba bão táp lớn như thế nào. Tống Thiên Dương muốn tính toán cơ hội sống sót của gia đình nhà họ Tống trong trận bão táp sắp tới. Kết quả cuối cùng, cực kỳ nhỏ bé. Quyền lực của nhà họ Hoàng ở Thiền Thành thực sự rất lớn. Tống Thiên Dương thở dài liếc nhìn Sở Trần, nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay cảm ơn cậu đã thay Tiểu Thu lấy lại tôn nghiêm. Tiểu Thu không phải cũng là người nhà của tôi sao? Nào có người nào sẽ trơ mắt nhìn người nhà mình bị bắt nạt mà không có hành động? Sở Trần nói, cha vợ, người cũng không cần phải lo lắng quá, nhà họ Hoàng tuy rằng thế lực lớn, nhưng bọn họ không phải muốn làm gì cũng được. Tống Thiên Dương khóe miệng mở ra, hắn rất muốn nói, nhà họ Hoàng tại Thiền Thành, thực sự có thể, muốn làm gì thì làm. Mấy chữ này dùng cho nhà họ Hoàng, cũng không có chút nào quá phận. Hôm nay Sở Trần đánh thẳng vào mặt nhà họ Hoàng sẽ không bỏ qua chuyện này. Phòng khách nhà họ Tống, tất cả mọi người đều im lặng. Bên ngoài trời đang mưa lớn hơn, Tô Nguyệt cầm điện thoại di động của mình định gọi cho Tống Thiên Dương không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng bà vẫn đặt nó xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, không khí dường như càng thêm trầm mặc. Tống Trường Thanh từ trong bước ra, liếc nhìn mọi người. Có trời mới biết Sở Trần lần này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Tống Vân rốt cuộc không nhịn được nói, còn dám đến nhà họ Hoàng thuyết pháp, hắn ta thật sự chán sống rồi. Cô ba, chị thấy là em vẫn là chuẩn bị một chút thư thỏa thuận ly hôn đi, trước khi Sở Trần liên lụy nhà họ Tống, chúng ta phải cùng hắn hoàn toàn phủi sạch quan hệ đi. Tống Tình nói,
Vẻ mặt Tống Nhan rất bình tĩnh, cô đứng dậy, đồ ăn có chút hơi nguội, tôi đi hâm nóng. Sở Trần tối nay, còn chưa chắc có thể về ăn tối. Lâm Tín Bình lắc đầu, Chu Nghiên cau mày, điều tôi lo lắng hơn bây giờ là liệu Sở Trần có ảnh hưởng đến cha chúng ta hay không. Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người liền thay đổi. Tống Trường Thanh nói, Tô Nguyệt, con mau gọi điện thoại cho Thiên Dương đi. Tô Nguyệt vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, lúc này mới gật đầu nhanh chóng vội vàng gọi cho Tống Thiên Dương, anh Dương, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tô Nguyệt. Vẻ mặt của Tô Nguyệt khẽ giật mình, bà đứng dậy ngay lập tức. Tâm thần của mọi người siết chặt lại, điện thoại còn chưa cúp, Tô Nguyệt đã hào hứng nói, bọn họ đã về đến cửa rồi. Mọi người đều bị chấn kinh, mẹ, đã về ư, Chu Kiếm sửng sốt, mẹ có chắc không, ba là trở về cùng Sở Trần. Đúng vậy, Tô Nguyệt gật đầu, ra là vậy, Lâm Tín Bình bật cười, mang theo một vẻ châm chọc, con ngược lại coi là Sở Trần thật sự có dũng khí xông vào nhà họ Hoàng, xem ra là đã bị trận mưa này cản trở, đại khái chính là hắn ta ra ngoài tản bộ một vòng, bị cha tìm được, liền quay trở lại đi. Thật bực mình, Tống Vân cũng cười, nhưng mà như thế cũng tốt, chí ít sẽ không liên lụy đến nhà họ Tống của chúng ta. Dưới trời mưa to, hai người tay cầm ô sánh bước đi vào phòng khách. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung vào hai người. Tống Nhan vừa hâm nóng một món ăn, đi ra ngoài, nhìn Sở Trần cười nhẹ, thịt kho tàu vừa mới được làm nóng, anh đến ăn thử đi. Không có việc gì rồi, mọi người đều đi ăn cơm thôi. Tô Nguyệt cũng mở miệng, vô ý thức đều không đề cập đến việc hỏi sự tình việc Sở Trần xông vào nhà họ Hoàng. Bà xã đợi một lát, anh đi nói ít chuyện với Tiểu Thu. Sở Trần bước đến phòng của Tống Thu, mọi người đều sững sờ. Con người của Tô Nguyệt dùng mình khi nhìn Tống Thiên Dương, anh Dương, chuyện này, Tống Thiên Dương nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn mọi người, từ bây giờ, tất cả mọi người phải chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất. Cha, ý của người là, Sở Trần thật sự đã tới nhà họ Hoàng. Lâm Tín Bình khó có thể tin, sau khi đến nhà họ Hoàng, liệu có thể ra ngoài bình an như vậy sao? Không chỉ có tới, mà, giọng điệu của Tống Thiên Dương dừng lại, tất cả những gì mà thiếu gia nhà họ Hoàng đã làm với Tiểu Thu. Sở Trần đã lặp lại với hắn ta. Còn có, Hoàng Dương xuất hiện, nhưng đều không ngăn cản được Sở Trần. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Miệng há rộng, nếu câu nói này không được nói ra từ miệng Tống Thiên Dương, bọn họ sẽ không bao giờ tin được. Thật là quá điên cuồng rồi. Tống Vân thậm chí quên tức giận, lẩm bẩm tự nói, khó mà tưởng tượng được, chuyện gì đã xảy ra. Sở Trần coi nhà họ Hoàng là hậu hoa viên nhà hắn sao? Muốn đến thì đến. Muốn về thì về, nhà họ Hoàng vậy mà không thể ngăn một mình Sở Trần, Chu Kiếm hoàn toàn bị sốc, tất cả những điều này thực sự không thể tin được. Tống Trường Thanh ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà, một lúc sau, Tống Trường Thanh chậm rãi nói, từ nay về sau, nhà họ Tống sẽ luôn đặt vào tình trạng khẩn cấp, bất kể làm chuyện gì cũng phải lấy tinh thần lên hơn 10 phần. Mọi dự án của nhà họ Tống đều phải xử lý với thái độ 100%, hoàn toàn không được để một chút sơ sẩy. Chỉ cần chúng ta phạm một chút sai lầm, nhà họ Hoàng sẽ khiến chúng ta phải trả giá không ngóc dậy được. Bên ngoài trời mưa rất to, mọi người trong nhà họ Tống đều im lặng. Lúc này, mặc dù trong lòng bọn họ trách cứ Sở Trần, nhưng cũng không thể mắng nổi. Chỉ mong rằng nhà họ Tống có thể may mắn thoát khỏi một kiếp này. Gian phòng bên trong, vẻ kinh ngạc trong mắt Tống Thu không có cách nào thu lại được. Sở Trần đã kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra trong nhà họ Hoàng. Đặc biệt là cảnh Hoàng Ngọc bị bắt quỳ xuống để uống rượu. Anh rể, một lúc lâu sau, Tống Thu mới nói cảm ơn. Tống Thu chưa từng trải qua sỉ nhục như vậy. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Tống Thu cảm thấy tôn nghiêm của mình hoàn toàn bị quét sạch. Bây giờ khi nghe tin Sở Trần yêu cầu Hoàng Ngọc cầu an trả lại từng cái một, trong lòng Tống Thu quả thực có một cảm giác vui sướng lan tỏa khắp cả người. Bất quá, ngay sau đó, cậu bắt đầu lo lắng. Tống Thu thở dài. Chuyện này, khẳng định là chưa kết thúc. Đương nhiên là chưa kết thúc, Sở Trần nói, trừ khi Hoàng Ngọc đăng lên báo xin lỗi cậu, nếu không, chuyện này sẽ không kết thúc. Tống Thu lập tức không kịp phản ứng, nhà họ Hoàng nhất định sẽ Tống Thu sững sờ, mở to mắt nhìn Sở Trần, anh rể, anh nói cái gì? Tống Thu bật thốt lên, vẻ mặt hoảng hốt, cậu vừa rồi còn chưa nói hết những gì cậu muốn nói, nhưng Sở Trần đã liền nói sang ý khác. Anh rể đã có thể đem Hoàng Ngọc đè xuống đất để dạy hắn ta cách cư xử, điều này đối với Tống Thu đã là quá đủ. Đối với việc yêu cầu Hoàng Ngọc xin lỗi mình, Tống Thu thậm chí không dám nghĩ đến.
chưa nói đến yêu cầu Hoàng Ngọc phải đăng lên báo nói lời xin lỗi. Điều này tương đương với việc để nhà họ Hoàng trước mặt toàn thành phố, hướng nhà họ Tống nhận thua. Cái này sao có thể? Điều mà Tống Thu lo lắng hơn cả là nhà họ Tống sẽ làm thế nào để chống lại sự trả thù của nhà họ Hoàng. Cậu hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi. Sở Trần vỗ vỗ Tống Thu, chờ tin tốt từ anh rể. Sở Trần xoay người bước ra ngoài, bụng hắn đang cảm thấy đói. Đương nhiên là Sở Trần rất nóng lòng muốn được nếm thử những món ăn ngon do chính tay bà xã hắn nấu tối nay. Khi Sở Trần đến bàn ăn, mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng không ai nói gì. Sở Trần thì không quan tâm, hai mắt sáng rực nhìn những món ăn ngon trên bàn, quả nhiên là những món hắn thích nhất. Bà xã à, em cũng ăn đi. Sở Trần liền gắp một miếng thịt cho Tống Nhan chưa kịp từ chối thì đã bị hắn đặt vào trong bát. Tống Nhan không khỏi trợn nhìn Sở Trần một chút, tên ngốc này hôm nay triệt để quá phận nha. Trước đây hắn chưa bao giờ tự nhiên lại gắp thức ăn cho vào bát của mình. Tống Nhan cũng không có phủi mặt mũi Sở Trần, cô gắp lên miệng ăn, Sở Trần vui vẻ cười lớn, liền xới cơm ăn. Toàn bộ bàn ăn, chỉ có Sở Trần ăn đến quên trời quên đất. Lập tức hắn chén ba bát cơm, vận động một chút, quả thực là rất đói. Sở Trần cảm thán, Lâm Tín Bình khóe miệng co giật dữ dội. Trong mắt tên này, làm ầm ĩ ở nhà họ Hoàng một trận như vậy, chỉ là vận động một chút thôi sao? Bộp một tiếng, Tống Vân đặt đũa lên. Tôi ăn no, Lâm Tín Bình và những người khác cũng lần lượt đứng lên. Bữa cơm này bọn họ ăn không vào. Lúc này, nhạc chuông điện thoại di động của Tống Trường Thanh đột nhiên vang lên. Bước chân của mấy người cũng đột ngột dừng lại. Lúc này, từng chi tiết nhỏ đều khiến thần kinh bọn họ phải căng thẳng. Tống Trường Thanh bấm nghe điện thoại. Một lúc sau, sắc mặt ông ta thay đổi. Nội tâm mọi người đều như thắt lại. Tất cả đều nhìn Tống Trường Thanh. Sau khi Tống Trường Thanh cúp điện thoại, ông ta liếc nhìn thoáng qua Sở Trần, thở nhẹ một hơi. Hoàng Dương gia tuyên bố, phong sát nhà họ Tống. Hoàng Dương tuyên bố phong sát Tống gia. Tám chữ, chữ nào cũng như sấm, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Lâm Tín Bình và những người khác thậm chí còn như địa chấn, chân đứng không vững, tay vịn lấy bàn. Cuộc trả thù của nhà họ Hoàng đến nhanh và bá đạo hơn so với bọn họ tưởng tượng, cách trả thù rất đơn giản và thô bạo. Trực tiếp tuyên bố với tất cả các mối quan hệ. Muốn phong sát Tống gia. Hoàng Dương là con trai cả của lão gia tử nhà họ Hoàng. Lời nói của ông ta đủ để đại biểu cho nhà họ Hoàng. Tất cả mọi người đều khó hình dung được nhà họ Tống sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nào sắp tới. Không người nào dám vì nhà họ Tống mà đắc tội với nhà họ Hoàng. Tống gia cùng Hoàng gia về cơ bản không thể so sánh. Thậm chí, rất nhiều người vì để lấy lòng nhà họ Hoàng, sẵn sàng bỏ đá xuống giếng. Một khoảnh khắc im lặng, Tống Thiên Dương nhìn Sở Trần, nhẹ nhàng thở dài, nhà họ Hoàng thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Trên đường trở về, Sở Trần còn nói nhà họ Hoàng sẽ không thể muốn làm gì thì làm, hành động này của Hoàng Dương như đánh thẳng vào mặt của Sở Trần. Tống Vân yếu ớt ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần, giọng nói có chút sắc nhọn, Sở Trần, cậu đã nghe rõ chưa? Cậu hiện tại hẳn là rất hài lòng đi, nhà họ Tống rốt cuộc cũng bị cậu hại thảm. Đã vừa ý cậu chưa? Chúng ta thật sự đã không để tâm đến những lời của Trương đạo trưởng. Tống Tình nói, Trương đạo trưởng nói rõ rằng vận may của Sở Trần đã đến lúc tàn, nếu ở lại nhà họ Tống, anh ta cũng chỉ mang theo tai họa đến nhà họ Tống. Mọi người nhìn xem, bây giờ không phải là linh nghiệm rồi sao? 5 năm Trương đạo trưởng ở nhà họ Tống, ngài ấy nói lời nào mà không linh nghiệm? Tống Tình nắm chặt tay, thân thể cô ấy run lên một chút. Đắc tội với nhà họ Hoàng, nhà họ Tống nhất định sẽ xong đời. Cô là con gái đã gả đi của nhà họ Tống, nhưng nhà họ Chu gần như chỉ dựa vào nhà họ Tống. Hơn nữa Hoàng Dương đã tuyên bố phong sát nhà họ Tống một cách cao điệu như vậy, bằng vào mối quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Tống thì làm sao không bị liên lụy. Tống Tình có thể thấy rằng mọi thứ mà cô ấy đang tận hưởng bây giờ có thể sẽ biến mất nhanh chóng trong thời gian ngắn. Cô ấy đang sợ, bằng không, chúng ta xin lỗi nhà họ Hoàng. Lâm Tín Bình thận trọng nói, chỉ cần, nếu chúng ta thành tâm, nhà họ Hoàng có thể sẽ bỏ qua cho chúng ta. Khi Lâm Tín Bình nói ra từ, thành tâm, ánh mắt hắn ta liếc nhìn Sở Trần một chút. Sau đó hắn liền phát hiện lúc này Sở Trần vẫn không quên gắp một hồi các món ăn. Tất cả mọi người có mặt đều đã rõ ý tứ của Lâm Tín Bình, cái gọi là thành tâm chẳng qua là nhà họ Tống ngay lập tức rũ bỏ mối quan hệ của họ với Sở Trần. Tống Vân ngay lập tức mắt sáng lên. Thốt ra lời nói, có lẽ Hoàng đại gia gửi tín hiệu này để xem biểu hiện của chúng ta.
Việc đã đến nước này, tôi cảm thấy đây là biện pháp duy nhất. Chu Kiếm trầm giọng nói, từng tia ánh mắt bén nhọn đều đang nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Sở Trần duỗi lưng mệt mỏi, cơm nước no nê, đáng tiếc thiếu một ngụm rượu. Sở Trần, nhà họ Tống thu nhận cậu 5 năm rồi, cũng coi như đối với cậu không tệ đi. Tống Tình nói, nếu tôi mà là cậu, tôi sẽ chủ động rời khỏi nhà họ Tống. Ngày hôm qua, khi Sở Trần mang về vinh dự cho nhà họ Tống, các người dường như không có nói như vậy đi. Tống Nhan đột nhiên lên tiếng đứng lên, hôm nay Sở Trần làm ra sự tình, tôi vô cùng ủng hộ, nếu như tôi có thể làm được, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chính là vì ngày hôm qua hắn có chút nổi bật, đắc ý quên mình, cho mình là ghê gớm cỡ nào. Lâm Tín Bình nói, nam tử hán đại trượng phu có được giãn được, hôm nay tiểu thu xác thực bị ủy khuất, thế nhưng vì Tống gia, hắn cũng không lỗ mãng như thế. Ta cũng đã đến nhà họ Hoàng, một giọng nói đột nhiên vang lên, Tống Thiên Dương nói, Hoàng Dương cũng đã tận mắt nhìn thấy ta và Sở Trần cùng nhau rời đi. Theo lời cậu nói, tôi có nên rời khỏi nhà họ Tống như Sở Trần, miễn cho liên lụy đến các ngươi. Ngay khi Tống Thiên Dương vừa nói xong, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Nhưng mà, ánh mắt vẫn mang theo tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần. Đây hết thảy đều là do Sở Trần. Chuyện xảy ra hôm nay vốn dĩ là người nhà họ Hoàng ức hiếp nhà họ Tống chúng ta. Chúng ta không có cách nào đánh trả. Chỉ biết rằng Tiểu Thu bị sỉ nhục và chà đạp lên tôn nghiêm của mình mà không thể làm gì được. Nhưng Sở Trần đã phản kích lại, cậu ấy chính là đại diện cho nhà họ Tống. Tống Thiên Dương hít một hơi thật sâu, Sở Trần đại diện cho nhà họ Tống khi cậu ấy giành vinh quang tại buổi lễ đoạt thanh. Bây giờ có chuyện, lại rũ bỏ mối quan hệ của mình với Sở Trần, Tống Thiên Dương ta đây vẫn còn đủ cốt khí, còn không có mềm đến nước này, nhà họ Tống chuẩn bị thật tốt để đối mặt trận chiến này đi. Vẻ mặt ai cũng chua xót, trận đánh, đây chỉ sợ là bị đồ sát đi. Nhà họ Tống, lấy cái gì để chống lại nhà họ Hoàng? Cảm ơn ba ba, Sở Trần lúc này mới lau miệng đứng lên, mọi người hãy an tâm chớ vội, ta nói qua, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, nhà họ Hoàng sẽ tới để xin lỗi. Sở Trần hướng ánh mắt nhìn Tống Trường Thanh, lão gia tử, nhà họ Tống có thể trụ được 3 đến 5 ngày không? Tống Trường Thanh nhìn Sở Trần một chút, sau đó cười lớn. Tuy rằng nhà họ Tống không bằng nhà họ Hoàng, thế nhưng tại Thiền Thành cũng có chút nội tình. Nhà họ Hoàng dù có quyền lực đến đâu cũng không thể để nhà họ Tống sụp đổ trong vòng 3 đến 5 ngày được. Thế quyết định vậy đi. Sở Trần vô cùng thành thạo nắm lấy tay Tống Nhan, bà xã, chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi đi. Nhìn Sở Trần nắm tay Tống Nhan bước ra ngoài cho đến khi thân ảnh biến mất. Mọi người trong nhà họ Tống đều sững sờ. Quyết định như vậy, Sở Trần đang nói chuyện viển vông sao. Tại sao trong vòng 3 đến 5 ngày hắn lại nói nhà họ Hoàng sẽ tới xin lỗi nhà họ Tống? Đã tới nước này, Sở Trần còn tự thổi mình cái gì? Hắn có tư cách gì nói cái này? Lâm Tín Bình vẫn là không nhịn được nói, trong toàn bộ Thiền Thành, ai có thể khiến cho nhà họ Hoàng xin lỗi? Sở Trần chẳng lẽ muốn mượn thế lực của Hạ Thiếu gia sao? Chu Kiếm chế nhạo, nhà họ Hạ có thể hô mưa gọi gió ở Dương Thành, nhưng Thiền Thành lại là địa bàn của nhà họ Hoàng. Lúc này, di động của Tống Thiên Dương vang lên, Tống Thiên Dương lấy điện thoại ra liếc mắt một cái, mặt không hề cảm xúc, không ngoài dự liệu, người đầu tiên bỏ đá xuống giếng chính là đây. Diệp Thiếu gia, Tống Thiên Dương nói, đầu bên kia điện thoại, là giọng nói của Diệp Thiếu Hoàng. Nhà họ Diệp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tống Thiên Dương sắc mặt hơi thay đổi, một lúc sau, điện thoại cúp máy, vẻ mặt của Tống Thiên Dương có chút xấu, dự án hợp tác 3 bên của Tống Diệp Vinh gặp trục trặc. Diệp Thiếu Hoàng nói trong điện thoại rằng nhà họ Tống sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hắn lúc đầu suy tính, Diệp gia bỏ đá xuống giếng, chắc hẳn muốn một lần nữa hủy bỏ tam phương hợp tác. Không ngờ tới, đối phương lại giở chiêu này. Cái gì mà dự án gặp trục trặc, khẳng định là nhà họ Diệp đang giở trò. Tống Vân tức giận, tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại của Lâm Tín Bình và Chu Kiếm đổ chuông gần như cùng một lúc. Sau khi trả lời điện thoại, nét mặt của bọn họ thay đổi. Hoàng Dương tuyên bố phong sát nhà họ Tống gây chấn động dư luận, dù sao thì nhà họ Tống đã gây tiếng vang lớn tại lễ hội đoạt thanh ngày hôm qua. Rất nhiều người đều đồn đoán về dụng ý của nhà họ Hoàng. Đương nhiên, nhiều người đã thực hiện các biện pháp để hưởng ứng lệnh phong sát của Hoàng Dương. Hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, từng cái bỏ đá xuống giếng gọi tới. Thêm cả một số đối tác có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Tống lúc này lại chọn cách im lặng để tránh né.
Toàn bộ thiền thành rúng động trước lệnh phong sát của Hoàng Dương. Phòng khách nhà họ Tống, từng cuộc điện thoại gọi đến từng người một, Tống Thiên Dương đã ghi lại mọi cuộc gọi bằng giấy bút trong tay. Trong lòng nhà họ Tống vô cùng nặng nề, Tống Trường Thanh cầm tờ giấy và xem xét các dự án của nhà họ Tống do Tống Thiên Dương liệt kê, tất cả đều chịu ít nhiều đả kích trong khoảng thời gian ngắn. Cơn bão này đến nhanh hơn Tống Trường Thanh tưởng tượng, Tống Trường Thanh dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Tại thời điểm này, lo lắng quá nhiều cũng vô ích. Tiếp tục chờ đợi, thu thập tất cả thông tin, cuối cùng sẽ đưa ra phương án ứng phó. Tống Trường Thanh nói. Trong đầu Tống Trường Thanh không khỏi hiện lên lời nói của Sở Trần. 3 đến 5 ngày, nhà họ Tống có thể chèo chống. Chỉ là, trong 3 hoặc 5 ngày, sẽ thực sự có chuyển cơ sao? Không ai thực sự dám tin vào điều đó. Tống Trường Thanh không đặt hy vọng vào Sở Trần. Lúc này, điện thoại của Lâm Tín Bình vang lên. Sau khi nhận được cuộc gọi, con người của Lâm Tín Bình khẽ chấn động, sau đó lóe lên một cái, một lúc sau mới cúp điện thoại, nói, ở nhà con đang có việc gấp. Con phải trở về một chuyến. Điện thoại của Chu Kiếm cũng cùng lúc cúp máy, gia đình con cũng vậy, có một dự án quan trọng đang xảy ra vấn đề. Ba, chúng con về trước đây. Lâm Tín Bình và Chu Kiếm, hai đôi vợ chồng bất chấp mưa to rời khỏi nhà họ Tống. Trong đại sảnh chỉ còn lại Tống Trường Thanh và vợ chồng Tống Thiên Dương. Tống Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn phòng khách vắng vẻ, lập tức đột nhiên già nua, thở dài một hơi. Lúc này, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng Tống Trường Thanh. Nhà họ Tống từng là một trong những ông lớn trong giới kinh doanh ở Thiền Thành. Từng huy hoàng cũng như xuống dốc, những năm gần đây đang trên đường phục hưng. Sau thảm họa cách đây 5 năm, nhà họ Tống đang trên đà đi lên ổn định. Tuy nhiên, tất cả điều này đã thay đổi khi thời hạn 5 năm đến cùng với sự ra đi của Trương Đạo Trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn này, nhà họ Tống đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tống Mục Dương một nhà tâm thuật bất chính. Cả nhà 5 người, bị trục xuất khỏi nhà họ Tống. Hôm nay, khởi đầu là sự sỉ nhục của Tống Thu đã châm ngòi nổ, nhà họ Tống hiện đang phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt gấp 10 lần so với 5 năm trước. Tống Trường Thanh biết rất rõ lý do tại sao nhà họ Lâm và nhà họ Chu lại gọi cả hai con rể của mình về. Dù quan hệ giữa bọn họ có thân thiết nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này, nếu có thể trốn tránh thì đều cố gắng giấu càng nhiều càng tốt. Nhà họ Tống tan hoang chưa từng thấy. Tống Thu cũng phải nằm liệt giường với những vết thương. Mưa to bên ngoài không ngớt, nỗi buồn đối với Tống Trường Thanh càng lúc càng mạnh. Theo từng cuộc gọi đến, Tống Thiên Dương trong lòng cũng càng ngày càng trầm thấp. Cơn bão đến quá dữ dội. Ảnh hưởng của nhà họ Hoàng còn kinh khủng hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Tống Thiên Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có cảm giác châu chấu đá xe, như kiến lay cành cây. Chỉ với một lời nói của Hoàng Dương, trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Nhà họ Tống đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hắn cảm giác như thở dốc, đứng trước một quái vật khổng lồ như nhà họ Hoàng, hắn thậm chí không có dũng khí tranh đấu. Nhạc chuông chói tai của điện thoại di động lại vang lên. Đồng tử Tống Thiên Dương hơi co lại, gọi từ thương hội, Tống Thiên Dương nhận điện thoại, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhà họ Tống đã bị đuổi ra khỏi thương hội của Thiền Thành. Tống Thiên Dương yếu ớt ngồi xuống, tất cả điều này đã trở thành kết cục đã định, ở Thiền Thành không còn chỗ đứng cho nhà họ Tống nữa. Tuy nhiên, dưới những đòn nặng nề của loạt trận đả kích này, có lẽ nhà họ Tống sẽ không còn đủ lực để rút khỏi Thiền Thành. Tô Nguyệt cắn chặt môi, liếc nhìn về phía phòng của Tống Thu, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Ngoài phòng khách, trong màn mưa, một người vội vàng cầm ô bước vào. Nhan Nhan, Tô Nguyệt nhìn Tống Nhan đang đi tới, trong lúc nhất thời thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Nguyệt ít nhiều cảm thấy khó chịu khi hai cô con gái kia bỏ đi trong đêm. Dù sao, càng vào thời điểm khó khăn càng hy vọng gia đình một nhà đoàn kết, ứng phó cục diện. Tuy nhiên, hai cô con gái đã bỏ đi, còn cậu con trai duy nhất nằm trên giường. Cảm giác thê lương này tràn ngập lồng ngực Tô Nguyệt. Cha, mẹ, ông nội, Tống Nhan cầm một tấm thẻ trong tay, đặt lên bàn, nói, đây là 20 triệu mà Sở Trần đã thắng tại lễ hội đoạt thanh ngày hôm qua. Con hy vọng nó có thể hóa giải một chút cấp bách. Tống Nhan khẽ thở dài, nhà họ Tống nhất định còn chưa đến mức hủy hoại. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tống Nhan, con không biết tại sao, nhưng trong lòng con cũng có chút mong đợi đối với Sở Trần. Lời nói vừa xong, Tống Trường Thanh và những người khác đã choáng váng. Lời của Sở Trần, trong vòng 3 đến 5 ngày, để nhà họ Hoàng đến xin lỗi. Nếu loại lời này truyền ra ngoài, mọi người sẽ cười ra tiếng.
Tống Thiên Dương mở miệng vừa muốn nói gì đó, nhưng trong đầu không tự chủ được lại hiện ra cảnh tượng hắn nhìn thấy ở cửa lớn nhà họ Hoàng hôm nay. Các vệ sĩ trong nhà họ Hoàng lần lượt ngã xuống đất. Còn Sở Trần một tay cầm ô không dính một giọt mưa, mở cửa lớn nhà họ Hoàng. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Sở Trần, thật sự có thể thêm một lần, lặp lại kỳ tích như đoạt thanh thịnh điển sao? Bất kể như thế nào, việc đầu tiên nhà họ Tống phải dùng toàn lực giải quyết tình huống này. Tống Trường Thành nói, bây giờ chúng ta ở Thiền Thành, toàn bộ đều là địch, không có một người bạn. Ha ha ha, lão gia tử câu nói này nói có vẻ như không đúng. Bên ngoài có một tràng cười vang lên, hai bóng người bước vào. Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan, Hạ Thiếu Gia, Tống Trường Thanh đứng lên. Lão gia tử, đây là chú tư của tôi, Hạ Gia, Hạ Ngôn Hoan. Hạ Bắc lập tức giới thiệu, đôi mắt Tống Trường Thanh sáng lên, ông bước tới, Hạ tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ Ngôn Hoan bắt tay Tống Trường Thanh, mấy người liền ngồi xuống nói chuyện, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạ Bắc sốt ruột hỏi, tại sao nhà họ Hoàng đột nhiên ban bố lệnh phong sát nhà họ Tống, mà Tiểu Trần cũng tự nhiên biến mất? Tôi cùng chú Tư đến đây để xem chúng ta có thể giúp đỡ cái gì không? Vợ chồng Tống Thiên Dương nhìn nhau, trong lòng như được dội một dòng nước nóng. So sánh mọi bên đều đã bỏ đá xuống giếng, Hạ Tam Thiếu Gia lúc này như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tự nhiên mang đến nhà họ Tống đang rơi vào băng lãnh sự ấm áp. Hơn nữa, Hạ Bắc vẫn đưa ra quyết định dù không cần biết rõ thực hư của vấn đề. Hôm nay, Tiểu Thu được Sở Trần ủy thác đưa rượu tới nhà họ Hoàng. Tống Nhan mang sự việc mà Tống Thu gặp phải tại nhà họ Hoàng nói ra, Hạ Bắc không khỏi vỗ bàn tức giận nói, nhà họ Hoàng thật sự là bắt nạt người quá đáng, bọn họ đã đáp ứng với Tiểu Trần, vậy mà còn muốn làm loại thủ đoạn ti tiện này để gây khó dễ, xem ra Tiểu Trần nói đúng, nhà họ Hoàng nhiều nhất chẳng qua chỉ là một kẻ giàu nổi thôi. Hạ Ngôn Hoan lông mày cũng nhíu mày, cũng là vì chuyện này mà nhà họ Hoàng còn không buông tha người. Đó cũng không phải, Tống Nhan nói. Chỉ là sau khi Sở Trần biết chuyện này, một mình xông vào nhà họ Hoàng, đem những gì Tiểu Thu gặp phải tại nhà họ Hoàng, mang tất cả trả lại cho Hoàng gia đại thiếu, Hoàng Ngọc. Cái gì? Hạ Bắc ngây ngốc, con người rung động, miệng há lớn lên. Một lúc lâu sau, Hạ Bắc vội vàng hỏi, Tiểu Trần bây giờ ở đâu? Hạ Bắc lo lắng, một mình một người xông vào nhà họ Hoàng, đánh và làm nhục vị thiếu gia họ Hoàng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy nói anh ấy hơi mệt nên đã đi ngủ. Tống Nhan nói, cậu ta sao có thể, giọng nói của Hạ Bắc đột ngột dừng lại, hai mắt trợn tròn, thân thể càng thêm chấn động, không thể tin được, hắn như không thể tin vào tai mình, cô nói cái gì? Tiểu Trần, hắn đi ngủ rồi. Tống Nhan gật đầu, trong lúc Hạ Bắc sửng sốt, có chút ngẩn người. Đối với nhà họ Tống mà nói, đây đơn giản là nguy cơ như trời sập, Sở Trần vậy mà vẫn có thể yên tâm ngủ một giấc. Điều khiến Hạ Bắc sốc hơn nữa là Sở Trần một mình đánh vào nhà họ Hoàng, vậy mà không hề hấn gì. Tiểu Trần có bị thương không? Hạ Bắc hỏi, ngay cả lông tóc cũng không hư hại gì. Tống Thiên Dương nói, cũng chính vì chuyện này, nhà họ Hoàng thẹn quá hóa giận, trực tiếp tuyên bố phong sát nhà họ Tống. Một câu nói Hoàng Dương, lực sát thương, có thể so với thiên quân vạn mã. Tống Trường Thanh thở dài một hơi, vốn là nhà họ Hoàng bắt nạt người quá đáng. Sau khi bị dạy dỗ lại còn dùng sức bắt nạt người ta, thật để người ta khinh thường. Hạ Ngôn Hoan nhìn một loạt những biến động trong kế hoạch các dự án của nhà họ Tống để trên bàn, gần như các nhà đều bỏ đá xuống giếng. Lão gia tử, ngài có phiền nếu tôi xem qua những tư liệu này không? Nghe vậy, Tống Trường Thanh vội vàng gật đầu, Hạ tiên sinh, mời xem qua. Hạ Ngôn Hoan rất nổi tiếng trong giới kinh doanh Dương Thành, với sự giúp đỡ của Hạ Ngôn Hoan, áp lực của nhà họ Tống sẽ giảm bớt đôi chút. Hạ Bắc nhấp một ngụm trà, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được vẻ sợ hãi thán phục, người anh em của tôi thật sự là nhân vật bất phàm, có thể đại náo trong nhà họ Hoàng, như vào chỗ không người, thật quá trâu bò. Hạ Ngôn Hoan trong ánh mắt cũng lóe lên sự thán phục. Nếu những gì Sở Trần nói cuối cùng trở thành sự thật, anh ấy quả thật chính là nhân vật thần tiên. Tống Nhan nói, cậu ta nói cái gì? Hạ Bắc tò mò, nóng lòng hỏi. Sở Trần nói, ít nhất là 3 ngày. Nhiều nhất là 5 ngày, nhà họ Hoàng sẽ tới xin lỗi. Tống Nhan nói, Hạ Bắc vừa uống một ngụm trà nhịn không được phun ra. Trợn mắt, há hốc mồm. Thật lâu sau, hắn dở khóc dở cười, Tiểu Trần này thực sự cũng quá sức tưởng tượng đi. Hạ Ngôn Hoan cũng lắc đầu, tiếp tục nhìn những tư liệu. Chuyện này là không thể.
cho dù là lão gia tử nhà tôi ra mặt, căn bản cũng không thể nào. Hạ Bắc thở dài, hơn nữa, nhà họ Hạ hoàn toàn không thể làm mất lòng nhà họ Hoàng chỉ vì Sở Trần. Sức ảnh hưởng của nhà họ Hoàng ở Thiên Thành, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Hạ Ngôn Hoan thở dài, chỉ với một lời nói của Hoàng Dương mà có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Chú Tư, các người ở đây thương lượng, cháu đi gặp Tiểu Trần. Hạ Bắc đứng dậy, tôi ngược lại muốn nhìn một chút tên ngốc này rốt cuộc đang có ý đồ gì. Tôi không tin hắn đắc tội nhà họ Hoàng một cách liều lĩnh như vậy mà không có biện pháp ứng phó. Trong lòng Hạ Bắc luôn có một sự tin tưởng khó giải thích đối với Sở Trần. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong bữa tối sinh nhật của Tống Nhan, Hạ Bắc đã có cảm giác này. Khi đó, mọi người đều cho rằng vị tam cô gia nhà họ Tống là kẻ ngu, nhưng chỉ có Hạ Bắc lại nghĩ vị tam cô gia này coi kẻ khác là kẻ ngu mới đúng. Hạ Bắc gõ cửa phòng Sở Trần. Sở Trần vừa ngủ dậy ngơ ngác mở cửa. Hạ Bắc trợn to hai mắt, cậu đang ngủ thật à? Sở Trần đảo mắt đi ra phòng khách nhỏ, chứ không lẽ tôi lại đi cưỡi ngựa? Hạ Bắc, đột nhiên hắn không biết phải nói gì. Nhà họ Tống đang gặp phải nguy cơ trước đây chưa từng có, cậu vậy mà còn có thể ngủ được. Hạ Bắc có chút bội phục trái tim của Sở Trần, Tiểu Trần, cậu nhất định là đã có kế hoạch gì đó. Sở Trần một bên chủ động pha trà, một bên thong thả nói, đương nhiên là có. Hạ Bắc thần sắc bỗng tỉnh táo. Cậu định làm gì, ngủ một giấc thật ngon lành, pha một ấm trà ngon, chờ nhà họ Hoàng nhận ra sai lầm của mình, tự nhiên là sẽ đến cửa xin lỗi. Sở Trần trả lời, Hạ Bắc nhìn Sở Trần không nói nên lời. Sở Trần càng nói như vậy, Hạ Bắc trong lòng càng ngứa ngáy muốn biết hành động tiếp theo của Sở Trần. Thế nhưng, Sở Trần hết lần này tới lần khác cũng không nói gì. Anh Bắc, mời dùng trà. Hạ Bắc đã thử hỏi dò mấy lần, nhưng Sở Trần đều vẫn trả lời như vậy. Tiểu Trần, nếu cậu không nói ra, tôi sợ sẽ ngạt thở chết mất. Hạ Bắc vẻ mặt cầu xin nói, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy, cho tôi một câu trả lời sảng khoái đi. Sở Trần sửng sốt, anh Bắc, tôi đang nói sự thật mà. Hạ Bắc nhàn nhạt liếc nhìn Sở Trần, nếu nhà họ Hoàng tới cửa xin lỗi, sau này cậu hãy gọi tôi là Tiểu Bắc, tôi sẽ gọi cậu một tiếng anh Trần. Hạ Bắc ở bên ngoài nhận rất nhiều tiểu đệ, nhưng hắn chưa bao giờ gọi ai khác một tiếng anh. Thân là con nhà họ Hạ, trong lòng hắn ít nhiều có mấy phần kiêu ngạo. Một đêm trôi qua, trận mưa lớn vào đêm qua khiến nước hồ Tống dâng cao rất nhiều. Sở Trần đã quen với việc dậy sớm và đi dạo dọc theo hồ Tống. Hồ Tống bình tĩnh vô cùng như là không cảm nhận được sóng gió mà nhà họ Tống hiện tại đang phải chống đỡ. Sau lưng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Anh Trần, Hạ Bắc đi tới với quầng thâm dưới mắt, bây giờ tôi đang gọi cậu một tiếng anh, mau nói cho tôi biết. Cậu có tính toán gì đi? Sở Trần sững sờ, tên Hạ Bắc này quả thực quá kiên trì. Đám con cháu của nhà họ Hạ hẳn là đều có tính tò mò thế này. Nhìn bộ dạng hắn, có lẽ cả đêm qua không ngủ. Anh Bắc, sao anh còn chưa quay về? Nếu cậu không nói cho tôi biết biện pháp đối phó, tôi sẽ sống ở nhà họ Tống. Thiếu gia nhà họ Hạ tỏ ra cáu kỉnh. Vậy cũng được, dù sao cũng ở không được bao lâu. Sở Trần cười đáp. Sự oán hận trong mắt Hạ Bắc ngày càng rõ nét. Một ngày qua, sự kiện nhà họ Hoàng tuyên bố phong sát nhà họ Tống vẫn đang lên men ở Thiền Thành. Tại buổi lễ đoạt thanh về sau, Sở Trần quá cao ngạo và kiêu căng, không coi ai ra gì. Trong bữa tiệc tối hôm đó, hắn còn dương oai diễu võ trước cửa nhà họ Hoàng, tôi sớm đã đoán một ngày như vậy sẽ đến, chỉ là không ngờ tới nó lại tới nhanh như vậy. Diệp Thiếu Hoàng mấy người ngồi một chỗ bàn luận. Nhà họ Tống đã bị đá ra khỏi thương hội của Thiền Thành, tất cả các dự án của nhà họ Tống trong một đêm đều bị ảnh hưởng, đổ vỡ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Không bao lâu nữa sẽ không còn nhà họ Tống ở Thiền Thành nữa. Vinh Đông nở nụ cười. Hắn rất vui vẻ, từ ngày hắn bị Sở Trần dẫm chân lên, hắn đã rất mong chờ ngày này. Một ngày này đến sớm hơn so với hắn tưởng tượng. Dù sao, chỉ mới ngày hôm qua Sở Trần gây được chú ý tại lễ hội đoạt thanh. Hắn còn được Hoàng lão gia tử khen ngợi hết lời. Nhưng cuối cùng cũng chính nhà họ Hoàng đã đem Sở Trần đẩy xuống vực sâu. Diệp đại ca, đây cũng là cơ hội để chiếm được trái tim của Tống Nhan tiểu thư. Tiền bộ Thiệu hắc hắc cười một tiếng, khi nhà họ Tống phá sản và không còn gì, anh Diệp có thể thu phục cô Tống Tam tiểu thư, sắc đẹp của Tống Nhan tiểu thư, sẽ thật đáng tiếc nếu Diệp đại ca không nếm thử một lần. Diệp Thiếu Hoàng mắt hiện lên tia đạo quang. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Tống Nhan, vô ý thức nuốt nước bọt một tiếng. Không tới một tuần nữa, nhà họ Tống sẽ không thể trụ vững.
Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc tâm trạng vô cùng vui vẻ, trên tay cầm ly rượu hảo hạn, đồng thời xem tin tức trên điện thoại di động. Mỗi tin tức về từng gia tộc chèn ép nhà họ Tống đều khiến Hoàng Ngọc cảm thấy tâm hồn mình có cảm giác thăng hoa. Sở Trần, tao ngược lại muốn xem công phu quyền cước của mày có thể cứu được nhà họ Tống hay không. Khóe miệng Hoàng Ngọc lạnh lùng nhếch lên, hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Tuy rằng hôm qua bị Sở Trần dẫm lên, nhưng hiện tại, hắn lại như đang đứng trên mây, chờ mong nhà họ Tống con kiến này sẽ chật vật dẫy dụa như thế nào. Một căn gác khác trong biệt thự nhà họ Hoàng, không nghĩ tới, bác cả ra tay lại quả quyết như vậy, chỉ trong một đêm, nhà họ Tống đã lâm vào cảnh diệt vong. Hoàng Tú Tú cảm thán, trong đầu hiện lên trận chiến đấu trong cơn mưa lớn ngày hôm qua, thanh niên một tay bung ô bất khả chiến bại, liệu có thể bó tay nhận thua như vậy sao? Tuy nhiên, Hoàng Tú Tú thực sự không nghĩ nhà họ Tống có thể lật bàn để trở lại. Sớm biết sự việc tới như thế này, tối hôm qua cũng không cần thiết phải xin lỗi Sở Trần anh ạ. Hoàng Tú Tú nói, Hoàng Ngọc Hải cau mày, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Một cái ngày sinh tháng đẻ có thể khiến sư phụ Khuê Lâm đạo tôn của hắn trực tiếp bỏ rơi hắn mà đi, thân phận của Sở Trần nhất định không chỉ là con rể nhà họ Tống đơn giản như vậy. Hoàng Ngọc Hải suy đoán, cái mà Sở Trần dựa dẫm vào chính là kỳ môn sau lưng anh ta. Có lẽ, lần này, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy con át chủ bài thực sự của Sở Trần. Hoàng Ngọc Hải tự nhủ, ca ca, anh cho rằng, Sở Trần vẫn còn con át chủ bài sao? Hoàng Tú Tú trợn tròn mắt, cùng chờ xem, Hoàng Ngọc Hải nói, Sở Trần cho anh cảm giác không có đơn giản như vậy. Hoàng Ngọc Hải tin tưởng chắc chắn, người có thể khiến hắn kinh ngạc hết lần này đến lần khác sẽ không dễ dàng bị Hoàng Dương hạ gục như vậy. Huống chi, ngày hôm qua Sở Trần đơn thương độc mã, ngay cả Hắc Diệu Đường cũng không ngăn được hắn. Không ai biết điểm giới hạn của Sở Trần là ở đâu. Một trận phong ba bùng lên ở thành phố Thiền Thành, cả nhà họ Tống nằm trong tâm bão. Chỉ qua một đêm đã lung lay sắp đổ. Vào lúc giữa trưa, Hoàng Giang Hồng bước ra từ thư phòng. Trong những năm gần đây, công việc kinh doanh của nhà họ Hoàng được giao cho 7 người con trai quản lý. Ông yêu thích sự thanh nhàn, dành phần lớn thời gian để trong thư phòng đọc sách viết chữ. Trước bàn ăn, Hoàng Giang Hồng lấy ra 7 lượng và rót một ly rượu. Sau khi uống hết ly rượu hôm qua, Hoàng Giang Hồng cảm thấy tinh thần của mình đã hồi phục rất nhiều. Kể từ khi mắc phải căn bệnh lạ, đêm nào Hoàng Giang Hồng cũng bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng đêm qua, Hoàng Giang Hồng đã ngủ một cách an giấc. Thật sự nguyên nhân là do rượu sao? Hoàng Giang Hồng liếc nhìn vào rượu, có chút khó tin. Làm thế nào mà một thức uống bình thường như vậy lại thực sự có thể chữa khỏi bệnh của mình? Hoàng Giang Hồng uống thêm 7 lượng nữa. Cảm giác hồi phục trong cơ thể ông càng trở nên mãnh liệt hơn. Hoàng Giang Hồng đứng dậy và cảm nhận tình trạng của cơ thể mình. Lão gia, hai ngày nay tinh thần của ngài rất tốt. Một bảo mẫu của nhà họ Hoàng không khỏi nói khi bà đang dọn bàn ăn, khẩu vị của lão gia cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Hoàng Giang Hồng cười, Tiêu Di, cô xem cái nhãn hiệu rượu này, lát nữa cô mua cho tôi một vò rượu như thế về. Sở Trần nói qua, uống liên tục 7 ngày liền, mỗi ngày uống 7 lạng rượu. Mạc Nhàn cũng nói với ông rằng bệnh của ông sẽ thuyên giảm trong vòng 7 ngày. Hoàng Giang Hồng đối với câu nói này, tin tưởng không nghi ngờ. Bảo mẫu không dám lơ là lời nói của Hoàng Giang Hồng, nhanh chóng đi ra ngoài, bưng một vò rượu trở về. Đổ đầy vào đây, Hoàng Giang Hồng hướng dẫn bảo mẫu rót rượu mới mua xuống vò rượu do Sở Trần gửi tới. Vào buổi tối, Hoàng Giang Hồng rời khỏi nhà họ Hoàng với tâm trạng vui vẻ. Chiếc xe từ từ lái vào một con phố cổ và dừng lại trước cửa Tinh La Tiểu Điếm. Hoàng Giang Hồng xuống xe, lúc này Tinh La Tiểu Điếm cửa đã đóng chặt. Hoàng Giang Hồng đưa tay lên và định gõ cửa, vị khách này, mời trở về đi, tiểu điếm đã đóng cửa. Tiểu Vô Ưu thanh âm trong trẻo vang lên. Nghe vậy, Hoàng Giang Hồng cười nhẹ, mỉm cười nói, Tiểu Vô Ưu, là Hoàng Gia Gia, mau mở cửa. Hoàng Giang Hồng đang có tâm trạng vô cùng tốt, muốn chia sẻ điều đó với lão hữu của mình. Hóa ra là Hoàng Lão Gia ở đây, nhưng, ông nội của tôi nói rằng Tinh La tiểu điếm, chứ không được đại thần, rất xin lỗi. Mời Hoàng Lão Gia trở về đi. Vừa nói xong, Hoàng Giang Hồng ngạc nhiên. Sau một lúc, Hoàng Giang Hồng có chút bối rối gõ cửa, Tiểu Vô Ưu, đây là có chuyện gì vậy? Không có gì, lúc này, một giọng nói rõ ràng mang theo sự tức giận, tiểu điếm tuy cũ kỹ, nhưng nó vẫn có chính khí của nhân gian. Thật sự khó có thể chứa nổi cho những kẻ lấy oán trả ơn.
Hoàng Giang Hồng hoàn toàn choáng váng. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy Mạc Nhàn nói với ông bằng một giọng điệu như vậy. Ở bên cạnh, tài xế kiêm vệ sĩ của Hoàng Giang Hồng tức giận, ông đây là có ý gì? Tiểu Lưu, Hoàng Giang Hồng quát nhẹ, lập tức nói, lão Nhàn, có phải có hiểu lầm gì không? Bên trong tiểu điếm liền trở nên yên tĩnh, Hoàng Giang Hồng cuối cùng không kìm được nữa, gõ cửa vài lần. Hoàng lão gia, ngài vẫn là trở về đi. Tiểu Vô Ưu không nhịn được mà nói lần nữa, ông nội hôm nay không thể gặp ông được, có lẽ cũng sẽ không gặp ông trong tương lai. Hoàng Giang Hồng tâm trạng đang tốt hoàn toàn biến mất, cau mày, một lúc sau mới trầm giọng nói, lão Nhàn, ông nói tôi lấy oán trả lơn cũng được, không gặp ta cũng không sao. Nhưng ít nhất, ông cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ. Tiểu điếm của tôi không kinh doanh gì cả, cho nên tôi cũng không sợ bị Hoàng lão gia phong sát. Mạc Nhàn nói, nhà họ Hoàng là bất khả chiến bại ở Thiền Thành, một tay che trời, ta lão già khuyết tật này, thật sự là không thể với nổi Hoàng lão gia. Hoàng Giang Hồng sắc mặt tối sầm, ông có thể nghe thấy sự mỉa mai mạnh mẽ trong lời nói của Mạc Nhàn. Phong sát, Hoàng Giang Hồng trong lòng cũng tức giận, mạnh mẽ gõ cửa. Lão Nhàn, ông nói cho rõ, tôi là phong sát ai? Lão gia, lúc này, ở bên cạnh Tiểu Lưu mới phản ứng lại, ý của ông ấy, không lẽ là chuyện phong sát nhà họ Tống? Lời nói rơi xuống, Hoàng Giang Hồng tay đột nhiên dừng lại, hắn liếc sang nhìn Tiểu Lưu, người nói cái gì? Ai phong sát nhà họ Tống? Tiểu Lưu ngơ ngẩn, ông ấy vậy mà không biết, sự kiện phong sát đã huyên náo dư luận cả thành phố, lão gia tử vậy mà không biết chút nào. Tiểu Lưu không dám giấu giếm. Đêm qua, đại gia chủ đã tuyên bố phong sát Tống gia. Sắc mặt Hoàng Giang Hồng đột nhiên ảm đạm xuống. Ông hoàn toàn đã hiểu ý của Mạc Nhàn. Nếu như lão phu đoán không sai, Hoàng lão gia cảm thấy thân thể mình có chuyển biến, liền tới đây báo tin vui. Giọng nói của Mạc Nhàn lại vang lên, chắc khỏi cần báo đi. Tôi đã nói là trong vòng 7 ngày sẽ có quý nhân giúp đỡ ông, chỉ là không nghĩ tới, ông lại báo đáp ân tình như thế. Mạc Nhàn cười một tiếng, tính toán thời gian, nhà họ Tống có lẽ cũng chỉ trụ được 7 ngày đi. Lấy oán trả ơn, bốn chữ như một mũi kim dài đâm vào tâm trí Hoàng Giang Hồng. Căn bệnh lạ của ông ta đã kéo dài hơn một tháng, không có một tia chuyển biến tốt đẹp nào. Vậy mà, chỉ với 2 ngày, rượu của Sở Trần đã khiến ông cảm thấy khôi phục rõ rệt. Tống gia, Sở Trần. Nói thật, trong toàn bộ Thiền Thành, người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho ông chỉ có Sở Tiểu huynh đệ. Mạc Nhàn không nói thêm nữa. Hoàng Giang Hồng sắc mặt vô cùng ảm đạm. Một lát sau mới chậm rãi nói, lão nhà, ông cứ chờ xem, lão phu sẽ cho ông một câu trả lời. Hoàng Giang Hồng xoay người lên xe. Khi tài xế Tiểu Lưu khởi động xe, giọng nói của Hoàng Giang Hồng lập tức trầm thấp và đầy lửa giận, gọi ngay cho Hoàng Dương và bảo hắn đến gặp ta. Bầu trời của Thiền Thành, đã rất hỗn loạn. Trong phòng khách nhà họ Tống, bầu không khí ngưng trọng và trầm mặc. Mặc dù Hạ Tiên Sinh đã chọn lựa một loạt biện pháp để cứu vãn phần nào tổn thất cho nhà họ Tống, nhưng cơn bão này quá mãnh liệt. Tống Thiên Dương thần sắc khó coi, thậm chí có một số gia tộc, vì lấy lòng nhà họ Hoàng sẵn sàng còn không tiếc tự tổn 800, cũng phải làm tổn thương Tống gia chúng ta 1000. Toàn thành phố đều là địch, Tống Trường Thanh lẩm bẩm, Hạ Ngôn Hoan nhíu mày thật chặt, như Tống Trường Thanh đã nói, cả thành phố toàn là kẻ thù. Dưới sự áp chế tuyệt đối cùng nhiều thủ đoạn, không có biện pháp nào sử dụng hiệu quả để chống đỡ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Tống thực sự khó có thể trụ được vài ngày. Gian phòng bên trong, Tống Thu vẫn chưa thể đứng dậy, nhưng tình trạng của cậu đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cầm điện thoại, thần sắc đột nhiên hưng phấn, quá tốt, cuối cùng anh cũng tới. Sở Trần và Tống Nhan đang ở trong phòng của Tống Thu. Có gì mà quá tốt như vậy? Tống Nhan không khỏi hỏi. Cô không nghĩ rằng vào lúc này, có tin nào đối với nhà họ Tống là tin tốt? Anh rể, anh có còn nhớ Bắc Quyền Triệu Sơn không? Tống Thu nói, ngày đó bắt đầu từ Vinh Diệu Quyền võ quán, hắn liền không cỏ dừng lại, đi khiêu chia các quyền quán của Thiền Thành, mà lại, mỗi một lần khiêu chiến, sau đó đều đem bảng hiệu quyền quán của đối phương gỡ xuống, mang về khách sạn, nói là muốn gom đủ tất cả bảng hiệu võ quán của Thiền Thành để làm một cái triển lãm hội. Tống Thu hừ lạnh, hắn vừa rồi đã gửi chiến thiếp, cuối cùng cũng đã đi vào tinh anh quyền quán. Quán chủ nhất định sẽ cho hắn giáo huấn thật sâu sắc. Nghĩ đến đây, Tống Thu cảm thấy hơi bực bội, hận bản thân không thể trở về quyền quán xem trận chiến. Tiểu Thu, cậu cứ dưỡng thương cho tốt đã. Sau khi Sở Trần an cảm xúc của Tống Thu,
hắn cùng với Tống Nhan bước ra phòng khách. Nhìn thấy vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt cha mẹ, Tống Nhan không khỏi tiến lên hỏi, ba, mẹ, có tình huống gì mới sao? Chu Phú Nghiệp, thật là một thông gia tốt ha. Tống Thiên Dương lạnh lùng nói, hắn vừa gọi điện một cuộc điện thoại, nói là, để Chu gia có thể tồn tại ở Thiền Thành, nhà bọn họ đã chính thức hủy bỏ một số hợp tác giữa nhà họ Chu và nhà họ Tống. Chu gia là muốn cùng chúng ta phủi sạch hoàn toàn quan hệ. Tô Nguyệt khuôn mặt cũng cực kỳ khó coi. Tống Nhan giật mình, chị hai có biết chuyện này không cha? Có lẽ biết, cũng có thể không. Lửa giận trong mắt Tống Thiên Dương khó xua tan. Điều này đối với nhà họ Tống mà nói, càng thêm là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Tống nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 5 ngày nữa. Hạ Ngôn Hoan nói, đấy là nếu nhà họ Hoàng không gây thêm động tĩnh gì nữa. Trong lòng mấy người nhà họ Tống dường như bao phủ trong một đám mây đen nặng nề. Có một người ở trong phòng khách cứ một mực nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Cậu bé hiếu kỳ nhà họ Hạ, Hạ Bắc, Tiểu Trần, hiện tại chỉ có cậu là bình tĩnh nhất. Hạ Bắc ngồi thẳng dậy nói, cậu có biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Trần. Vẻ mặt Sở Trần lãnh đạm và bình tĩnh, hắn ngồi xuống, yên tâm đi, nhà họ Tống sẽ không sao đâu. Nói nhưng không có bằng chứng. Hạ Ngôn Hoan đẩy nhẹ gọng kính vàng, cầm tập tài liệu trong tay, khoát tay nói, ít nhất, từ tình hình hiện tại phân tích, nhà họ Tống khó có thể chèo chống quá 5 ngày. Chú Tư, thật sự không còn cách nào khác sao? Có lẽ có thể mượn một chút lực lượng trong nhà chúng ta. Hạ Bắc nói, Hạ Ngôn Hoan lắc đầu, Tống Nhan cũng nhìn Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh thần sắc già nua ngồi xuống. Rõ ràng, đây là kết cục mà họ đã thống nhất đưa ra. Như vậy đi. Sở Trần cầm tập tài liệu đứng lên, mọi người đều đã kết luận, nhà họ Tống sẽ không thể chịu đựng được. Mà chuyện này bắt đầu là do tôi đại náo nhà họ Hoàng mà ra, cho nên, từ nay về sau, hãy để tôi tiếp quản mọi việc trong nhà họ Tống cho đến khi trận sóng gió này kết thúc. Tiếp quản nhà họ Tống. Sở Trần lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều chấn động. Cho đến khi hết sóng gió. Thế nhưng, liệu sau khi sóng gió qua đi, nhà họ Tống có còn tồn tại? Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần. Một lúc lâu sau, Hạ Bắc lấy lại tinh thần đầu tiên, dù sao mọi người cũng không có cách nào, chẳng bằng, tin tưởng Tiểu Trần lần này. Tuy nhiên, những gì Sở Trần nói quá đột ngột. Trước đây, nếu Sở Trần có lời nói khoa trương như vậy, nhất định sẽ bị tập thể nhà họ Tống chỉ trích. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống trước nữa. Không chỉ bởi vì hôm qua Sở Trần một trận chiến chấn động Thiền Thành, mà còn bởi vì bây giờ thế hệ trẻ của nhà họ Tống. Cũng chỉ còn lại Tống Nhan và Sở Trờ cùng với Tống Thiên Dầm Mờ Gơ để giải quyết tình huống này. Thậm chí, Hạ Ngôn Hoan đều đã khẳng định nhà họ Tống không thể chèo chống trong 5 ngày, Sở Trờ vậy mà dám đứng ra nói thẳng sẽ tiếp quản nhà họ Tống cho tới khi hết sóng gió. Chỉ bằng câu nói này cũng cần rất nhiều dũng khí. Sở Trần, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhà Tống có thể sống sót? Tô Nguyệt không nhịn được vô ý thức thốt ra. Lời nói đó rơi xuống, bà cũng bị choáng váng. Đây đã là tình cảnh cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên, câu trả lời của Sở Trần lại một lần nữa khiến mọi người chấn kinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhà họ Tống sẽ không thể chịu đựng được hoàn cảnh khó khăn này. Sở Trần nói, ngược lại, tôi nghĩ lần này sẽ là cơ hội cho nhà họ Tống, là cơ hội để khiến nhà họ Tống lên hàng nhất lưu tại Thiên Thành. Tôi bây giờ cũng giống như Tiểu Bắc, tôi thực sự hiếu kỳ về thủ đoạn của cậu. Hạ Ngôn Hoan nói, Sở Trần ánh mắt nhìn về phía Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh suy tư một chút, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Sở Trần. Hít sâu một hơi, Tống Trường Thanh gật đầu, tôi đáp ứng cậu. Từ giờ trở đi, chuyện lớn nhỏ của nhà họ Tống đều do Sở Trần xử lý. Lão gia tử, ngài phải chú ý câu nói cuối cùng. Sở Trần mỉm cười, cho đến khi cơn bão này kết thúc. Sở Trần không muốn bị buộc tội tham ô tài sản nhà họ Tống. Tiểu Trần, cậu bây giờ có thể nói một chút kế hoạch của mình đi. Hạ Bắc sốt cuộc không kìm được nữa, vội vàng nhìn Sở Trần hỏi. Mọi người ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn Sở Trần. Sở Trần tự tin cười, bước đầu tiên là chờ xem chuyện gì xảy ra. Sở Trần ngồi xuống, bà xã, pha trà đi. Mọi người, gần như đồng thời. Nhà họ Hoàng, Hoàng Dương bước vào hội trường. Hoàng Giang Hồng sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Hoàng Dương đang tới gần, thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói, ai cho con cái quyền phong sát nhà họ Tống. Nghe vậy. Hoàng Dương sửng sốt, nhưng cũng không có kinh ngạc. Rắc rối lớn như vậy, không thể giấu được lão gia tử. Cha, chẳng qua là nhà họ Tống quá kiêu ngạo thôi.
con không còn cách nào khác là dạy cho bọn họ một bài học nhỏ. Đồng thời, con cũng đang bảo vệ tôn nghiêm nhà họ Hoàng, của gia tộc giàu có số một ở Thiên Thành. Hoàng Dương trầm giọng nói, ngày hôm qua tiểu tử nhà họ Tống mang rượu tới, không hiểu phép tắc đã bị tiểu Ngọc dạy cho một bài học. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng Sở Trần, con rể của nhà họ Tống, ỷ vào mình có một thân công phu quyền cước, trực tiếp xông vào hoàng gia, bắt tiểu Ngọc quỳ trước mặt hắn, còn đem đổ đầy một vò rượu. Cha, tiểu Ngọc là cháu đích tôn và là cháu trai của nhà họ Hoàng, đại diện cho tôn nghiêm của nhà họ Hoàng, Sở Trần đã xông vào nhà họ Hoàng, chân đạp cháu trai nhà họ Hoàng, làm sao có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Giang Hồng con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Dương, con nói, đều là sự thật. Tất cả đều là sự thật. Hoàng Dương lạnh giọng nói, khi đó, rất nhiều vệ sĩ tận mắt nhìn thấy, ngay khi biết được tin tức, con lập tức dẫn đi một nhóm võ đường của Ác Diệu Đường đến đó, thế nhưng cũng không thể ngăn cản Sở Trần. Cái gì? Hoàng Giang Hồng ngạc nhiên. Không ai hiểu rõ về trận pháp của võ đường Hắc Diệu Đường hơn ông ta. Nếu họ chiến đấu một mình, các thành viên của võ đường Hắc Diệu Đường chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Sở Trần. Tuy nhiên, trận pháp kỳ môn theo nhóm 10 người này uy lực cực kỳ lớn, đồng thời, trận pháp huyền bí, người bình thường căn bản là không có cách phá giải. Sở Trần đã làm được. Hoàng Giang Hồng trong lòng càng thêm vững tin về thân phận của Sở Trần. Kẻ này nhất định là người trong kỳ môn. Khó trách khi mà Mạc Nhàn đánh giá cao như vậy. Đó là lý do tại sao cân trong vòng quan hệ phong sát nhà họ Tống. Hoàng Dương thờ ơ nói, khóe miệng hơi nhếch lên, nhà họ Hoàng chúng ta thậm chí không phải làm gì cả. Căn cứ vào từng gia tộc báo tin, còn ước chừng, trong 5-7 ngày nữa, nhà họ Tống sẽ phá sản. 7 ngày, Hoàng Giang Hồng chấn động trong lòng. Giọng nói của Mạc Nhàn không khỏi vang lên trong đầu. Trong mắt Mạc Nhàn, đó quả thực là sự châm chọc lớn. Hoàng Giang Hồng cân nhắc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói, giải phóng lệnh phong sát. Hoàng Dương sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, cha, lần này phong sát, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại, càng thêm để các nhà trong Thiền Thành trông thấy lực ảnh hưởng của nhà họ Hoàng chúng ta, đồng thời còn bảo vệ tôn nghiêm nhà họ Hoàng, con cảm thấy có trăm lợi mà không có một hại. Hoàng Dương nói thêm, con cũng không phải là bởi vì thù riêng hoàn toàn, chuyện này, từ toàn bộ đại cục mà nhìn, đối với nhà họ Hoàng, có lợi ích to lớn, chờ tới thời điểm nhà họ Tống hoàn toàn chống đỡ không nổi, chúng ta liền có thể ra tay, đem nhà họ Tống chiếm đoạt, thực lực nhà họ Hoàng lại có thể tăng lên một điểm. Bệnh của ta đã khá hơn nhiều A99 rồi. Hoàng Giang Hồng đứng lên, uống rượu của Sở Trần, tối hôm qua đi ngủ, ta không còn gặp ác mộng. Nghe vậy, Hoàng Dương sững sờ, nhìn Hoàng Giang Hồng, hắn có chút kinh ngạc, cha, lời cha nói là thật. Hơn một tháng nay, Hoàng Giang Hồng mỗi ngày đều bị ác mộng đánh thức. Nhà họ Hoàng thấy tận mắt, nhưng không thể làm gì hơn. Hoàng Dương cũng nhanh chóng hiểu ý của Hoàng Giang Hồng. Tuy nhiên, thứ mà Sở Trần gửi đến chỉ là rượu bình thường. Hoàng Dương nói, nếu như không có Sở Trần, ai có thể nghĩ rằng một loại rượu bình thường như vậy có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Hoàng Giang Hồng nói, xét đến cùng, là Sở Trần chữa khỏi bệnh của ta, bất kể nói thế nào, ta Hoàng Giang Hồng, há có thể bị người ta xem như tiểu nhân lấy oán trả ơn. Ta nghĩ, nhà họ Tống hẳn đã nhận được giáo huấn, phong sát lệnh, hãy kết thúc đi. Hoàng Dương im lặng, lệnh phong sát lần này quả thực có lợi cho nhà họ Hoàng. Hơn nữa, lý do của lệnh phong sát cũng công khai. Nhưng mà không nghĩ tới, Sở Trần lại thực sự cứu được lão nhân gia nhà họ Hoàng. Thật lâu sau, Hoàng Dương chỉ có thể thở dài, nhà họ Tống, mệnh không có đến tuyệt lộ. Hoàng Dương nói, tuy nhiên, lệnh phong sát đã ban ra, hiện tại nhà họ Hoàng đơn phương trực tiếp hủy bỏ, chuyện này chẳng phải là tự lật mặt mũi chúng ta. Nhà họ Tống hiện tại còn gấp hơn ai hết. Hoàng Giang Hồng nói một cách thờ ơ, con gọi điện thoại cho nhà họ Tống, bảo bọn họ trước mặt toàn thành phố, hướng Hoàng gia xin lỗi nhận thua, sau đó giải trừ phong sát khi ông ta biết được chuyện từ miệng của Hoàng Dương rằng Sở Trần đã đại náo nhà họ Hoàng, đồng thời làm nhục cháu trai cả của ông, cảm giác tội lỗi của Hoàng Giang Hồng đã biến mất. Nếu không phải Sở Trần chữa khỏi bệnh, Hoàng Giang Hồng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện phong sát của nhà họ Hoàng. Là tôn nghiêm của Hoàng gia đệ nhất gia tộc, Hoàng lão gia tử coi trọng hơn tất cả. Hoàng Dương gật đầu, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm được số của Tống lão gia tử. Tống Trường Thanh là người hiểu chuyện, chỉ cần hơi nhắc nhở một chút, tự nhiên hắn sẽ hiểu. Hoàng Giang Hồng nhẹ giọng nói. Hoàng Dương một bên bấm điện thoại, một bên gật đầu,
những tin tức hắn nắm giữ so với bất cứ ai hiểu rõ áp lực của nhà họ Tống, chỉ cần điện thoại của mình gọi tới, liền tương đương với cái phao cứu sinh của nhà họ Tống. Tống Trường Thanh chắc chắn sẽ bắt lấy nó bằng bất cứ giá nào. Tống gia, thật sự rất may mắn. Hoàng Dương nói, điện thoại đã được gọi. Phòng khách nhà họ Tống. Tống Nhan đã pha trà xong, nhưng ngoại trừ Sở Trần, tất cả mọi người dường như không có tâm trạng uống trà. Việc đầu tiên Sở Trần làm khi tiếp quản nhà họ Tống là chỉ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sở Trần, Tống Nhan không khỏi nói, chúng ta sẽ đợi đến khi nào? Đây cũng là câu hỏi trong đầu mỗi người. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại di động lanh lảnh vang lên. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo. Điện thoại di động của Tống Trường Thanh. Ôi, còn có nhà nào phản ứng chậm như vậy, bây giờ mới bỏ đá xuống giếng. Tống Trường Thanh từ tối hôm qua đến hôm nay nhận được quá nhiều cuộc gọi, ông đã quen thuộc rồi. Tống Trường Thanh liếc nhìn số người gọi đến. Hoàng Dương, Tống Trường Thanh thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động. Cầm điện thoại di động của mình, ông cho mọi người xem số điện thoại người gọi. Có một người bạn cũ tối qua đã cho tôi số điện thoại và nói rằng đó là số của Hoàng Dương. Hắn ta nói rằng cách duy nhất bây giờ là cầu xin nhà họ Hoàng tha thứ. Tôi đã lưu lại số điện thoại này. Tống Trường Thanh cảm giác trong tay điện thoại vô cùng nặng ặc nề. Cuộc điện thoại của Hoàng Dương đến vào lúc này, tạo cho Tống Trường Thanh cảm giác nhà họ Hoàng sắp giáng đòn cuối cùng. Nhà họ Tống hoàn toàn bị chìm xuống vực thẳm. Lão gia tử, để tôi nghe. Sở Trần đứng lên, hai mắt hơi híp lại. Có lẽ, bước ngoặt đến X99 roi. Tống Trường Thanh cười khổ. Ông không thể nghĩ nhà họ Hoàng gọi tới lúc này có cái gì bước ngoặt. Sở Trần nhận điện thoại, ấn nút loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn tôi là Hoàng Dương. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Hóa ra là Hoàng đại gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sở Trần nói, Hoàng Dương khẽ giật mình, Sở Trần, là tôi. Sở Trần nhẹ giọng nói, khi lão gia tử nhà chúng ta uống trà, ông ý không thích bị người khác quấy rầy. Ngay khi lời nói của Sở Trần rơi xuống, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Tống biến sắc, ngay lập tức thay đổi. Lập tức biến đen, nhà họ Tống đã đến mức này, Sở Trần còn dám nói ra những lời này. Tống Thiên Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Dù sao, lão gia tử vừa rồi đã giao quyền lực nhà họ Tống cho Sở Trần. Hoàng Dương im lặng một hồi. Sau đó một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Sở Trần, tình huống của nhà họ Tống bây giờ như thế nào, tôi không cần nói cậu cũng biết rõ ràng. Tất cả chuyện này đều là do cậu gây ra, bởi vì hôm qua cậu gây ra náo loạn tại nhà họ Hoàng mà gây ra hậu quả. Nhà họ Tống vì một hành động của cậu mà lâm vào tình thế bên bờ phá sản. Sở Trần cắt ngang lời Hoàng Dương, Hoàng đại gia, ngài gọi tới, chắc không phải chỉ để phân tích tình hình của nhà họ Tống với tôi đúng không? Ngài thật là có tâm. Lúc này, mọi người xung quanh Sở Trần đều sững sờ. Hạ Bắc nhìn Sở Trần, khóe miệng co giật. Hắn tin rằng những lời nói của Sở Trần, trước khi Hoàng Dương gọi điện thoại, hắn ta cũng không nghĩ tới. Có lẽ suy nghĩ của Hoàng Dương, khi nhà họ Tống nhận cuộc điện thoại sẽ phải cầu xin sự tha thứ của nhà họ Hoàng với dáng vẻ rất thấp. Hoàng Dương hiển nhiên là vì lời nói của Sở Trần mà sững sờ. Hồi lâu, vẻ mặt Hoàng Dương âm trầm, Sở Trần, tôi nhìn cậu không có một chút hối hận. Thật sự muốn nhà họ Tống từ nay rơi vào cảnh tuyệt vọng mà biến mất ở Thiền Thành sao? Lời nói của Hoàng Dương rơi xuống, Tống Trường Thanh đồng tử đột nhiên co rút lại. Đứng lên ngay lập tức, câu nói của Hoàng Dương có nghĩa là sự tình có thể chuyển cơ sao? Tống Thiên Dương đôi mắt cũng đồng thời sáng lên. Có lẽ, chỉ cần Sở Trần cúi đầu xin lỗi và cầu xin sự tha thứ, thì nhà họ Tống sẽ có thể tránh được tai họa này. Hạ Ngôn Hoan bất ngờ nhìn Sở Trần. Hắn nghĩ đến những gì Sở Trần nói vừa rồi, chờ xem diễn biến. Tất cả những điều này có phải là những gì cậu ta mong đợi? Tô Nguyệt cũng háo hức nhìn Sở Trần. Hoàng đại gia ám chỉ đã quá rõ ràng rồi. Sở Trần cúi đầu một chút, bước ngoặt sẽ xuất hiện. Tôi không hiểu Hoàng đại gia nói Sở Trần cười, nhà họ Tống bây giờ làm ăn rất tốt, làm sao có thể lâm vào cảnh tuyệt vọng. Hơn nữa, Hoàng Ngọc đã làm nhục Tiểu Thu trước, cho dù có cho tôi trăm sự lựa chọn đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ đi, làm điều tương tự. Tống Thiên Dương dở khóc dở cười. Sở Trần tên ngốc này, đến nước này, vậy mà cũng không hướng Hoàng Dương cúi đầu. Tình cảnh mà nhà họ Tống đang gặp phải hiện nay không thể kéo dài trong vài ngày. Mà lại, từng câu từng chữ như kích động Hoàng Dương. Tống Nhan đã có suy nghĩ trong đầu, cơn bão sẽ ập đến dữ dội hơn.
Sở Trần dường như cho rằng cơn bão còn chưa đủ dữ dội. Nhà họ Hoàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.